Mời toàn thể đạo tràng cùng chúng tôi chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời tất cả quý vị ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thầy, quý sư cô cùng quý Phật tử hiện diện. Ngày hôm nay là cái thời giảng thường kỳ của chúng ta. Theo thường lệ thì buổi sáng chúng ta giảng kinh Pháp Cú, nhưng mà có một số người yêu cầu là đổi lại buổi sáng giảng kinh Lăng Nghiêm, chiều Pháp Cú, quý vị tính sao? Giờ chúng ta nghe Lăng Nghiêm hay là nghe Pháp Cú? Hả? Lăng Nghiêm phải không? Rồi, vậy là giảng Lăng Nghiêm. Thì trong cái các kỳ học trước á, là chúng ta đã học xong tới hết quyển thứ ba, là sau những lần Đức Phật đã hỏi đại chúng, rồi đã khai thị cho đại chúng, và thông qua cái phần thâu thất đại, và lúc đó là cả đại chúng và A Nan đều ngộ, thì chính ngài A Nan đại diện cho hội chúng ngộ đạo trong cái buổi thuyết pháp của Đức Phật, đã trình bày một cái bài kệ mà hôm trước chúng ta đã vừa đọc xong. Như vậy là cái phần được gọi là đốn ngộ á, thì tới đây đã xem như đã được khoảng 90% rồi. Thì phần sau chúng ta học thì có những cái thắc mắc ở trong cảnh giới tu hành, cũng còn một cái số phần thuộc về đốn ngộ, và lần lần chúng ta sẽ nhìn thấy cái nhìn của Phật Pháp về nhân sinh quan, vũ trụ quan như thế nào một cách rất là sâu sắc. Và sau đó đến cái phần tiệm tu, tức là bắt đầu công phu để phá vỡ cái thân ngũ uẩn. Nhưng mà chúng ta học, chúng ta quen cái từ ngữ đốn ngộ rồi tiệm tu, thì tới chúng tôi xin thưa hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Tiệm tu là cái người không đốn ngộ, mà đốn ngộ thì sẽ là đốn tu và đốn chứng, chứ không có đốn ngộ rồi tiệm tu. Do đó tất cả những cái lý luận từ trước đến giờ chúng ta hay nghe là đốn ngộ rồi tiệm tu là một cái lý luận theo cái nhìn chuyên môn không thể chấp nhận. Mà đối với chuyên môn là đốn ngộ là phải đốn tu và đốn chứng, chứ không có đốn ngộ được tiệm tu. Do đó trên cái thứ tự của kinh Lăng Nghiêm á, cũng như thứ tự của tất cả các kinh điển đại thừa, như là bản kinh Pháp Hoa cũng vậy, thì sau cái phần chúng tôi đã kết thúc, sau cái phần Như Lai Thọ Lượng tới phẩm Chúc Lụy á, thì chúng tôi đã nói là đã kết thúc cái phần đốn ngộ rồi. Thì đến phần tiệm tu không có nghĩa là đốn ngộ rồi mới tới cái thứ tiệm tu là không phải. Tức là cái nhìn của người đốn ngộ phá vỡ toàn bộ cái thân ngũ uẩn mình để một lần nữa rạn lọc lại, nâng cái thấy biết, củng cố cái thấy biết của mình để tương ưng với cái pháp giới tánh toàn chân. Chứ không phải là cái tiệm tu có nghĩa là tu từ từ rồi chúng ta mới được nhận chân lý, thì không phải. Thật ra với kinh điển Đại Thừa, cái phần sau khi người ta đã đốn ngộ rồi thì người ta đứng ở chân trời giác ngộ của chính mình mà soi khắp pháp giới mười phương, soi khắp vạn pháp, để họ thấu suốt bề mặt bề trái, thấu suốt chân ngụy của trần gian này, mà họ sống bằng cái chân lý đó cho tới ngày mà họ đã hoàn toàn giác ngộ giải thoát. Chứ không có nghĩa là một người đốn ngộ rồi bây giờ phải tu ngồi thiền hay là động kinh hay là nhập định gì để chúng ta phá một cái ý niệm sân, một phá một ý niệm tham, phá một ý niệm buồn thương giận ghét gì đó nơi tâm, thì gọi là tiệm tu. Mà chúng ta hiểu khái niệm đó thì chúng ta sẽ hiểu lầm cái tinh thần kinh điển Đại Thừa. Cho nên đến cái phần này, theo cái nhìn của chúng tôi đó, kinh Lăng Nghiêm cái phần đốn ngộ là gần như đã được hoàn thiện cái phần đốn ngộ rồi.
Thì từ đây về sau, cái nhìn của Đức Phật cũng như cái nhìn của thính chúng, những cái thắc mắc của thính chúng về Đức Phật đều hỏi tới cảnh giới rất là chuyên môn. Thành ra chúng ta học Kinh Lăng Nghiêm tới cái tầng này, thì nếu ai đã theo dõi từ đầu cho tới bây giờ thì chúng ta cũng nên để mình ở một vị trí tương đối hơi chuyên môn, chúng ta mới có thể nắm hết được cái tinh thần của Kinh Lăng Nghiêm từ đây trở về sau. Chứ nếu không là chúng ta sẽ bỏ qua cái một cái bản kinh vô cùng quý báu này. Thì chúng tôi bắt đầu đọc lại cái đọc tiếp cái phần chánh văn và chúng tôi sẽ giảng ý nghĩa sau. Cái mục thứ bảy là chỉ rõ cái vọng sinh tiếp nối và các đại không ngại nhau, các đại không ngại nhau. Ông Mãn Từ Tử khen ngợi Phật và trình bày chỗ nghi. Khi ấy ông Phú Lâu Na Di Đa La Ly Tử ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, bày vai áo bên phải, quỳ gối bên phải sát đất, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, đại oai đức khéo vì chúng sinh diễn bày nghĩa đệ nhất chân thật của Đức Như Lai. Thế Tôn thường khen trong những người thuyết pháp con là bậc nhất. Nay nghe pháp âm vi diệu của Đức Như Lai giống như người điếc ở cách xa ngoài trăm bước mà nghe tiếng mũi mồng, vốn đã chẳng thấy huống chi là được nghe. Phật tuy chỉ dạy rõ ràng khiến con trừ mê lầm, nhưng nay vẫn còn chưa rõ chỗ rốt ráo không nghi lầm của nghĩa ấy. Bạch Thế Tôn, như nhóm ông A Nan tuy được khai ngộ mà chưa trừ hết tập khí những lậu, còn chúng con ở trong hội đã lên hàng vô lậu, tuy đã dứt hết các lậu nhưng nay nghe pháp âm của Đức Phật lại vừa Đức Như Lai vừa dạy vẫn còn những điều nghi hối. Ở đây là ngài Phú Lâu Na Di Đà La Ly Tử, tức là một trong 10 vị đệ tử lớn của Đức Phật, và là những người mà được Đức Phật khen, là một người mà được Đức Phật khen ngợi rằng ngài Phú Lâu Na là người thuyết pháp đệ nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật, tức là ngài biện thuyết mà tất cả các pháp hội, tất cả những thính chúng nghe đều công nhận là một trong những vị có một cái lối biện thuyết Phật pháp siêu việt, ngay cả Đức Phật cũng công nhận. Và ngài cũng đã chứng quả A La Hán rồi, chứng quả A La Hán rồi. Thế mà bây giờ ngài nghe Kinh Lăng Nghiêm như từ trước giờ. Nghe như từ trước giờ ngài diễn tả mình nghe cũng rất là dễ thương, nhưng mà chắc mình cũng không có thua về ngài phải không? Ngài diễn tả nè: Hôm nay con nghe pháp âm vi diệu của Đức Như Lai giống như cái người điếc ở cách xa trăm dặm mà nghe tiếng mũi mồng. Mình ví dụ mình ngồi đây mà con mũi bay rằng cách mình 5 mét mình có nghe không? Không nghe nổi. Thấy nhiều khi mình thấy còn không nổi. Thì ngài diễn tả là ngài giống như là ở cách xa trăm dặm mà nghe tiếng mũi mồng, thì thấy còn không thể thấy được, lấy gì mà nghe. Một cái ý chúng ta nói là hết sức là thật thà, không thật thà. Rồi khi một vị này là một vị đã chứng quả A La Hán rồi, ngài xuống dưới, ngài đoạn dưới ngài nói rất rõ ràng, tức là A Nan á thì chưa hết lậu hoặc tập khí, tức là một phàm phu chúng sanh bình thường mới vừa bị nhiễm ái với ma đăng già, được Đức Phật cứu về, thế mà ngài A Nan nghe là ngài A Nan ngộ đạo. Còn con đã chứng A La Hán rồi, diệt trừ cái lậu hoặc sanh tử trong tam giới rồi, thế mà con nghe kinh pháp Lăng Nghiêm này tới đây con mù mịt. Mù mịt. Mà trong nhà thiền gọi là gì? Như giống như cái người điếc mà nghe sấm. Người điếc thì không thể nghe sấm được. Giống như gái đá mà múa, thì gái đá không thể múa được. Đây là cái lối, cái lời hết sức là chân thành của ngài Phú Lâu Na trình lên Đức Phật. Thì như vậy là từ trước giờ chúng ta có học Kinh Lăng Nghiêm mà chúng ta có chưa rõ thông á, thì chúng ta cũng có gì chút phần an ủi. Chút phần an ủi. Rõ ràng 11 trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật mà nghe cái này còn diễn tả mà chúng ta nghe đứt ruột. Giống như một cái người đứng cách xa 100 dặm mà nghe tiếng mũi mồng nghe còn không nổi. Nghĩa là coi như từ đầu cho tới giờ phút này á, ngài Phú Lâu Na phải dùng một từ là mờ mịt. Mờ mịt. Như vậy là một trong 10 vị đệ tử của Đức Phật đã chứng quả A La Hán rồi mà nghe Kinh Lăng Nghiêm lại mờ mịt. Thì mình là phàm phu, mình mà mình chắc cũng không có gì. Cho nên mình cũng được an ủi chút phần. Chứ từ trước giờ chúng tôi cũng thấy rõ thính chúng mình cũng hơi bị mù mịt. Không có mấy người trong đây có thể thông cảm được. Tại vì á, theo cái lối học bình thường của chúng ta từ trước đến giờ, chúng ta có thể thấy tất cả các pháp này là vô thường, mình có thể chấp nhận được, đúng không? Thấy tất cả pháp này là nhân duyên và hợp, chúng ta có thể chấp nhận được.
Tức là đó là cái lối mà cái học thức có thể ghi nhận được, cái ý thức chúng ta có thể chấp nhận theo kiến thức thường tình và theo cái thế nhìn thế gian của chúng ta. Tức là nếu như cái lậu hoặc chúng ta chưa sạch, nếu như chúng ta chưa có một lần chết đi sống lại, thì tất cả những cái thấy nghe hay biết của chúng ta đều phải chấp nhận cái vật chất này nó là vô thường. Thì cái lối mà học đạo của Ngài Phú Lô Na cũng vậy. Tức là khi mà đã học cái giáo lý nhị thừa là phải lấy bốn cái điều vô thường, khổ, không và vô ngã làm nền tảng tu hành. Và do đó Ngài Phú Lô Na cũng nhận định tất cả các pháp trần gian này là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Ngài tu tập để Ngài chứng được cái vô ngã rồi. Thế mà đối với cái chuyện Lăng Nghiêm Ngài thực sự là một mình. Tại sao? Tại vì từ Kinh Lăng Nghiêm bắt đầu á, Đức Phật gợi từ từ để thấy mình có một cái mà không bị vô thường chi phối, là điều này Ngài Phú Lô Na chưa từng nghe. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là tất cả các pháp đối với Đức Phật không phải là vô thường nữa, không phải là nhân duyên nữa, mà Đức Phật đã khẳng định là tất cả các pháp đều là gì? Là không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Làm sao chịu nổi? Nếu ai mà đã từng học hệ thống Kinh Nguyên Thủy về gọi là tứ pháp ấn, thì bắt đầu đọc Kinh Lăng Nghiêm cho rằng Kinh Lăng Nghiêm là một loại ngoại lai của Phật giáo. Và rất là nhiều người đã nói như vậy. Nhưng khi mà chúng ta đã học Kinh Điển Đại Thừa và chúng ta có một chút tương ưng, chúng ta thông cảm một cách tuyệt đối với hệ thống Kinh Điển Đại Thừa, thì chúng ta rất thương những cái thấy nhìn cạn hẹp hai chiều của các tông phái trong Đạo Phật. Chúng ta rất là thương. Nếu một người mà thấu hiểu và có thể thông cảm được tất cả các pháp không phải là vô thường, không phải do nhân duyên, không phải do tự nhiên, thì người đó đã sang một bậc khác. Tức là dù chúng ta là một người phàm phu chưa hết lậu hoặc, nhưng chúng ta cũng có khả năng vượt tầm La Hán để chúng ta đi con đường Bồ Tát Đạo. Đây là con đường Bồ Tát Đạo, mà con đường Bồ Tát Đạo mới có thể thẳng đến thành Phật. Còn con đường nhị thừa thì chứng nhiều lắm tới quả A-la-hán, giống như Ngài Phú Lô Na đã nói ở đây. Thật ra chúng ta đang đi một con đường khác mà được Đức Phật mở cửa và dẫn dắt chúng ta thẳng tắt đến quả vị Phật. Chứ không phải như ban đầu Đức Phật hướng dẫn trong cái hệ thống Kinh Nguyên Thủy là chỉ tu tập như vậy rồi chứng quả A-la-hán, dừng lại, nhập Niết Bàn, không có. Chúng ta đọc trong hệ thể bản kinh Pháp Hoa chúng ta đã thấy được điều này. Cho nên chúng ta cũng không có phải là khó hiểu về cái việc của một vị đã chứng quả A-la-hán mà không hiểu Đức Phật nói là gì. Rồi lại thêm nữa, không phải nói cái chuyện là tất cả các pháp là phi nhân duyên, phi tự nhiên, mà Đức Phật nói là tất cả pháp giới này đều là Như Lai tàng tâm tùm khắp pháp giới, chưa từng bị sanh, chưa từng bị diệt. Mình chịu nói không? Đối với một cái trí gọi là cái trí thế gian, đối với cái người đã từng học hiểu theo khung sáo, thì chúng ta không cách nào chịu nổi. Bây giờ chúng ta nói là cái thân tứ đại chúng ta nè, mấy chục kilo đây, nhân hồi thu tứ đại thì cũng là địa đại, là thủy đại, phong đại, là quả đại, đúng không? Là gì? Là Như Lai tàng tâm thanh tịnh trùm khắp pháp giới. Ngày bây giờ mình ngày không tắm hôi rình mà nói mình thanh tịnh từ pháp giới, mình tin không? Đâu có tin nổi. Làm gì có đủ cái trí để mình có thể tin nổi điều này. Thật ra cái trí tuệ đạo Phật có một cái gì nó vượt thoát khung sáo. Mà khi mọi người đã vượt thoát khung sáo rồi, ở ngoài cái tịnh và cái nhiễm rồi á, thì họ mới thấu suốt bề mặt bề trái của trần gian này. Còn nếu không chúng ta không thấy nổi. Không thấy nổi. Và nếu chúng ta vẫn còn thấy ở cái hình thức khung sáo thì cuộc đời chúng ta cứ lẩn quẩn loanh quanh, ở bên này thì đúng, ở bên kia thì sai, làm như thế này thì phải, làm như thế kia thì trái, chúng ta phải như thế này, chúng ta phải như thế kia, chúng ta phải như thế nọ. Tất cả mọi cái trong những cái học thuyết mà chúng ta đã từng gặp, chúng ta đã từng đi, chúng ta đã từng dự những khóa tu tập, tôi thấy rõ ràng là không có lối để cho chúng ta thoát, không có lối. Và đây là một cái điều mà tất cả những người trong chuyên môn thực sự rất là xót xa và tìm đủ mọi cách để cho cái giới tu sĩ cũng như là cư sĩ của chúng ta, những cái người học Phật, những người học đạo, những người tìm chân lý trong cõi này phải hay ra một sự thật. Mình không phải là bên đây, không phải là bên kia, mình không phải là nhiễm và tịnh.
Ở nơi nhiễm mình cũng có, ở nơi tịnh mình cũng có, nhưng mình không phải là nhiễm mà cũng không phải là tịnh. Khi nào chúng ta được như vậy thì chúng ta mới có thể thấu hiểu được đoạn trước. Cho nên chúng ta từ trước đến giờ mà đã học Kinh Lăng Nghiêm rồi, học một đoạn đầu rồi, chúng ta thấy cái phần khai thị của Đức Phật và thính chúng có ngộ. Và không riêng cái pháp hội đó Đức Phật giảng dạy cho thính chúng ngộ đâu, mà sau đến cái thời chư tổ và dài cho tới thời chúng ta cũng có rất là nhiều vị đọc Lăng Nghiêm ngộ, rất là nhiều chứ không có ít. Cho nên người nào mà chưa có được phá vỡ ở đoạn đầu thì chúng ta chịu khó một lần trong cuộc đời mình nghe lại đoạn đầu để chúng ta có thể thấu hiểu. Thì ở đây chúng ta cũng thật sự không phải là chia sẻ mà chúng ta đồng cảm với Ngài Phú Lô Na. Tại vì mình cũng không khác gì Ngài, không khác gì Ngài. Tới bây giờ mình nghe giống như là gì? Như là dịch nghe sấm. Quý vị có thấy bao giờ mà sấm sét dịch giật mình không? Không có, nó tỉnh queo à. Sấm sét dịch bơi bơi tỉnh, không có chuyện giật mình. Bây giờ mình nghe pháp mình cũng gì? Cũng tỉnh bơ, không có chấn động. Không có chấn động. Chứ thực sự nếu mà nghe kinh điển Đại Thừa á, chúng ta thấy có một điều rất đặc biệt. Nếu chúng ta mà tiếp nhận được cái chân lý Đại Thừa là toàn thân tâm chúng ta chấn động. Chúng ta chấn động, chúng ta thành có người khác, chết liền có người cũ liền. Tất cả những người học kinh điển Đại Thừa đều có tình huống này xảy ra với đời mình. Và nếu bây giờ mình nghe, mình hiểu, mình có thể chấp nhận được, nhưng mà mình còn nguyên đó, không có thay đổi gì hết đó. Buông ra mình cũng là như thế, thì không phải, chưa phải. Chúng ta có hiểu hết tất cả cái hệ thống kinh điển Đại Thừa của Đạo Phật, nhưng chúng ta chưa có một lần rúng động, chưa có một lần biến chuyển, hay nói khác đi, chưa có một lần chết đi, sống lại, thì tất cả những cái hiểu đó thuộc dạng tâm thức, chẳng có dính dáng gì với kinh điển Đại Thừa. Cho nên có những người mà thuyết pháp qua rơi lá rụng đủ hết, nhưng mà chưa phải là con người từ Phật sanh, thì chúng ta chấp nhận đó là kiến giải của học thức, chứ chúng ta không thể chấp nhận đó là tình huống chuyên môn của Đạo Phật. Cho nên tất cả chúng ta khi bắt đầu đọc kinh điển Đại Thừa, chúng ta nên để thân tâm chúng ta thật sự thả lỏng, buông thư hoàn toàn. Chúng ta là cái người mới mẻ đang ở đây và bây giờ. Chúng ta không phải là cái người quá khứ, hồi nãy là mình ở nhà, mình là cái tên gì, là cái tuổi gì, mình là Phật tử tại gia, mình là cái người mới xuất gia, mình mới đi chùa vân vân. Tất cả những cái điều đó chúng ta dẹp hết đi. Chúng ta chỉ là cái người rỗng lặng rõ biết ngay tại đây và bây giờ thôi. Để chúng ta mới có thể tiếp xúc, để chúng ta có thể tương ưng đến cái cảnh giới cao tột trong Phật Pháp. Còn nếu mà chúng ta vẫn còn dùng cái đầu cũ để mà nghe Pháp, chúng ta lắng lòng thanh tịnh để chúng ta gắn ghi nhận được tất cả những cái điều gì ở trong bài Pháp ngày hôm nay, thì chúng ta tự phá vỡ mình, tự phá vỡ cái thanh tịnh hiện hữu đang có mặt tại đây. Tất cả chúng ta đang ở đó rồi. Có điều chúng ta đừng có làm thêm cái gì tạo thành rào chắn cho mình hòa nhập vào trong bể giác. Thì chúng ta đã ở trong đó, chúng ta chưa từng ra khỏi nhà. Tại vì á, tất cả cái tứ đại đều là gì? Là thanh tịnh bản nhiên trùm khắp pháp giới. Rồi không đại, rồi thức đại, rồi kiến đại, nó cũng là thanh tịnh bản nhiên trùm khắp pháp giới. Hay nói khác đi là tất cả các pháp đều là Phật Pháp. Tất cả các pháp đều là bất sanh bất diệt, tất cả các pháp đều là thanh tịnh tuyệt đối từ ngàn xưa cho tới bây giờ. Cho nên trong đời sống này, chúng ta vẫn còn bị nặng trong cái quan niệm đúng sai, còn bị nặng trong cái luân lý đạo đức, còn bị nặng trong tất cả những hình thức khung sáo, là chúng ta còn từ chối cái sự hiện hữu hiện tiền ngay tại đây và bây giờ của chính mình. Nếu chúng ta ngồi tại đây mà chúng ta không có kiến thức cũ, chúng ta không hề có bất kỳ một cái sự hiểu biết nào, thì chúng ta vẫn thanh tịnh ngay tại đây và không có cái chuyện đúng sai, đúng không? Ngồi tại đây không có chuyện đúng sai, ngồi tại đây không có chuyện hay dở, ở tại đây không có bóng dáng của khổ đau và phiền trượt. Còn nếu giờ ngồi tại đây chúng ta có một cái chuyện gì, một chút của quá khứ, là bóng dáng khổ đau phiền trượt bắt đầu hiện về nội tâm của chúng ta. Tức là chúng ta bắt đầu lôi chuyện quá khứ ra mà thôi. Chứ còn riêng mình là không có chuyện đó. Làm sao chúng ta ở được cái vị trí của mình ngay tại đây và bây giờ, thì chúng ta sẽ thấu hiểu được chân lý trong từng bước một của tất cả kinh điển Đại Thừa. Còn nếu không chúng ta luôn luôn bỏ qua những cái phần cao đẹp của nó. Chúng ta có thể đứng mà rung cảm được trước một cái đóa hoa dại giữa rừng đang nở,
chúng ta có thể một lần nào đó rung cảm được với ánh nắng ban mai, chúng ta có thể rung cảm và cúi đầu kính lễ được một ngọn gió đang thoáng qua với chúng ta trong lúc mà chúng ta đang nóng nực. Thì tất cả những sự rung cảm và kính ngưỡng nó thật sự tạo nên một cái sự nhạy bén tuyệt đối cho thân tâm chúng ta. Tức là điều đó cho chúng ta biết rằng chúng ta đã rời khỏi tất cả những khung sáo vốn có của mình rồi, thì thân tâm chúng ta nhạy bén linh thông tuyệt đối. Còn đời sống này mà chúng ta chưa đủ sức nhạy bén linh thông đó, chúng ta chưa có rung động tuyệt đối với tất cả những cái chuyện đang xảy ra trong trần gian này, thì chúng ta còn bị bó chặt trong cái khung nào đó, chúng ta phải xét lại. Chúng ta còn quá nhiều cái đúng, quá nhiều cái sai, quá nhiều cái phải, quá nhiều cái quấy trong lòng mình. Những cái mà mình đã chấp nhận từ xưa tới giờ nó là đúng, những cái mình chấp nhận từ xưa giờ nó là chân lý, là phải, là điều mà người trước đã làm, điều người trước làm như vậy là tốt, cho nên chúng ta đời sau chúng ta phải làm theo như thế, vân vân. Tất cả những cái điều đó chúng ta vẫn còn phải bước theo dấu chân của người khác, chúng ta vẫn còn phải đi theo lối mòn của người xưa, thì chúng ta không hề có bóng dáng tự do hiện ra nơi tâm của chúng ta đâu. Đó, cho nên là chúng ta phải sống như thế nào đó, chúng ta ngồi ở đây là ở đây, không có chuyện khác. Ngay tại đây và bây giờ chúng ta là cái người đang hiện hữu thanh tịnh tuyệt đối trùm khắp mười phương pháp giới. Ở khắp pháp giới mười phương có cái gì là chúng ta coi cái đó. Khắp pháp giới mười phương ở vị trí nào là chúng ta đang có mặt tới vị trí đó, không thiếu sót. Nếu chúng ta rời khung sáo thì chúng ta sẽ rộng khắp, mà chúng ta còn ở trong khung sáo thì tự khu biệt chúng ta bằng khung sáo đó. Vậy đó, cái người học Phật chúng ta dù chưa ngộ đạo thì chúng ta bắt đầu để cho đời sống chúng ta rơi rụng những dung cáo khung sáo đi. Cố gắng làm sao những khung sáo nó tự bể với chính mình, tự rớt với chính mình, tự bung vỡ với chính mình. Đạo Phật đã khai phóng cho chúng ta thoát hẳn hết tất cả những khung sáo vốn có trong trần gian này, trong tam giới này, chứ không phải trong trần gian một cách thường tình nữa. Thì chúng ta tiếp nhận được cái giáo lý mà tự do giải thoát đó thì mới hy vọng là chúng ta thông cảm được. Chứ nếu không là rõ ràng là chúng ta từ trước đến giờ bị chới với. Thấy cái kiểu học đạo của mình từ trước đến giờ á, từ xưa đến nay chúng ta đã từng học đạo là cái gì? Một là phải đúng, hai là sai, một là thanh tịnh, hai là ô nhiễm, đúng không? Rồi á, tất cả những cái pháp mà chúng ta đã thấy được, những cái gì chúng ta nghe được, những cái gì chúng ta ngửi được, những gì chúng ta nếm được, nó đều là vô thường, là quyển hóa, là nhân duyên, là giả hợp, vân vân. Nhưng chúng ta học cao hơn chút nữa thì nó là cái tự tánh không. Nhưng mà tới vị trí này Kinh Lăng Nghiêm không có nói những cái chuyện đó nữa. Kinh Lăng Nghiêm hơi vượt tầm. Tất cả các pháp đều là Phật Pháp, tất cả các pháp đều là thanh tịnh bản nhiên trùm khắp pháp giới. Tất cả những cái mà chúng ta thấy ghiết ngay bây giờ, tất cả những âm thanh quý vị đang nghe bây giờ là thanh tịnh bản nhiên trùm khắp pháp giới. Những cái mà quý vị đang cảm nhận ngay tại đây bây giờ đều là thanh tịnh bản nhiên trùm khắp pháp giới, không có cái gì thay đổi. Và toàn vũ trụ này là toàn cái vũ trụ toàn tri thanh tịnh, không hề có sự nhiễm nhơ. Chúng ta chấp nhận không? Chấp nhận cái này thì hy vọng là chúng ta đọc Kinh Lăng Nghiêm sắp tới chúng ta mới hiểu, còn ngang đây mà chúng ta chấp nhận không nổi. Không nổi thì giống như người Phú Lô Na là ở xa trăm dặm để nghe tiếng mũi mồng. Chúng ta ngồi nghe tại đây mà mình thấy mình cũng còn, mình cũng giống như là trơ trơ, không có biến chuyển, không biến chuyển. Nhưng có những cái bài pháp mà chúng ta chỉ cần một câu thôi, chúng ta nghe gần như mình bị chấn động hoàn toàn, có một cái sự rung động để chúng ta có thể nổ tung ra. Còn với loại pháp chuyên môn chúng ta sẽ có được cái khả năng đó, có những cái tiềm lực của cái loại pháp chuyên môn. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải để mình ở cái chỗ rỗng lặng, để mình chỗ rỗng lặng, đơn giản là mình rỗng lặng thôi. Chúng ta đừng có làm thêm cái gì ngay tại đây hết á, chúng ta cứ thả lỏng buông thư mình ngồi ngay tại đây. Và chúng ta chỉ ở đây, không có chuyện khác, không có chuyện hồi nãy và không có chuyện sắp tới. Chúng ta chỉ là người đang hiện hữu ngay tại đây và bây giờ. Thì mỗi đến với chúng ta được cái thanh tịnh chúng ta rõ biết, tiếp nhận một cách trong lặng sáng ngời ngay tại đây và bây giờ. Và từ cái trong lặng sáng ngời này, tí nữa chúng ta cũng trong lặng sáng ngời, và mãi mãi cuộc đời còn lại chúng ta chỉ là cái sự trong lặng sáng ngời đó là đúng. Chúng ta đang ở trong nhà của chính mình. Nhà mình là cái nhà thanh tịnh, nhà mình là cái nhà tuyệt diệu trùm khắp pháp giới, đó là cái của mình. Còn cái đúng, cái sai, cái hay, cái dở, cái thân này nó có khổ, có vui, có buồn, có tuổi, có thế này thế kia, nó không phải là cái thật của chính mình. Nếu mà chúng ta một phen á mà nhận ra được cái thanh tịnh trùm khắp pháp giới rồi, quý vị gặp một cái tình huống thực sự khổ đau xảy ra trong đời của chúng ta,
Thì giống như Ngài Quyền Giác nói sao? Nghe như uống nước cam lồ vậy. Tức là người chê, người chửi, mặt người chê, mặt kẻ dèm, nghe như uống nước cam lồ vậy. Tiêu rất là nhanh. Qua tay chúng ta liền thanh tịnh, qua mắt chúng ta liền thanh tịnh, qua lục căn chúng ta liền thanh tịnh. Một người mà tiếp nhận đạo lý, họ có một điều kỳ diệu đó xảy ra trong đời sống họ liền. Cho nên họ không dính lại được khổ, mặc dù cái chuyện họ có thể rớt nước mắt ngay tại chỗ, một cái chuyện họ có thể xúc động học máu ra tại chỗ, nhưng mà vừa xong chuyện đó là sạch sẽ. Chứ không phải người đó không bị xúc động, người đó xúc động mạnh hơn người bình thường. Tất cả những sự xúc động ở thế gian, nhiều khi người ta đụng chuyện người ta có thể khóc, khóc nức nở, nhưng mà không bằng người kia. Người kia có thể khóc lớn hơn, khóc thỏa mãn hơn, la hét hơn, nhưng vừa dứt là sạch sẽ nội tâm, thanh tịnh tuyệt đối. Đây là một cái điều mà chúng ta phải hiểu biết nổi cái cảnh giới của những người thực sự chuyên môn. Họ có thể rung cảm trước một đóa hoa đang nở rộ trong buổi sáng, mà đối với tất cả những người thường nó qua, nó không phải là hoa chọn lọc. Chúng ta có thể chọn hoa mai, chúng ta có thể chọn hoa sen, hoa cúc, hoa huệ gì đó, vân vân, tất cả những hoa đẹp để chúng ta có thể ngắm. Nhưng mà cái đẹp đó là cái đẹp khung thước mà chúng ta đã chọn lựa. Chúng ta có chọn lựa là chúng ta rớt vào khung thước. Nhưng nếu một người mà thực sự tâm không có chọn lựa thì họ sẽ rung cảm với một đóa hoa dại giữa rừng, đầy sự kính trọng, đầy sự kính trọng. Cho nên khi mà mắt tai mũi lưỡi thân ý chúng ta, khi mà đời sống sinh hoạt hiện tiền này của mình á, mình đi đâu, mình ở đâu, mình tiếp xúc với ai, ở trong hoàn cảnh nào mà mình không có sự rung động và đầy lòng tôn kính, thì biết rằng chúng ta lúc đó đang ở trong khung sáo, chưa sống đúng với chân lý. Cái người sống đúng với chân lý, quý vị thấy là từng sát na một họ rung cảm một cách tuyệt đối. Sự rung cảm đưa họ tới cảnh giới an lạc, phúc lạc tuyệt đối. Gần như cả đời họ ở trong cái niềm phúc lạc vô biên đó. Họ không ra được, không ra được. Khi nhận được chân lý là không ra được khỏi chỗ này. Thật ra là cái chỗ này, cái chỗ mà cái người mà còn khung sáo hiểu không nổi. Thật sự thì các vị mà đại đệ tử của Đức Phật như Ngài Phú Lô Na này, không phải Ngài không hiểu. Ngài đặt câu hỏi này là đặt câu hỏi dùm chúng ta bây giờ đó. Chứ không phải là các vị này không biết đâu. Nhưng mà các vị có thể ví dụ như vậy để chúng ta có thể tạm thời thông cảm được. Chúng ta có thể chấp nhận được với nhau. Thì rõ ràng trong cái thời của chúng ta, một người mà có thể thấu được cái lăng nghiêm thì phải nói là rất khó có trong trần gian này. Khó lắm. Một thời đại mà kiếm chừng 5 người thấu hiểu cái lăng nghiêm thôi đã là khó. Tức là cái thế giới 8 tỷ người của mình, trong một thời đại, trong một thế kỷ kiếm chừng 5 người là chúng ta đã hiếm lắm rồi. Đó là một sự thật. Cho nên là Ngài Phú Lô Na đại diện cho thính chúng mà còn mù mịt trong cái pháp hội của Đức Phật. Cũng như tất cả chúng sanh còn mù mịt như chúng ta ở đây, Ngài đại diện ra đảnh lễ thưa Đức Phật điều này. Điều mà chúng ta phải hết sức là đồng cảm, và chúng ta còn không có tuổi, không có tuổi thân của mình. Mình cũng đã từng nghe đi nghe lại kinh lăng nghiêm biết bao nhiêu lần rồi, mình bây giờ nó cũng còn nguyên đó, chưa có thay đổi gì, chưa có nổ tung mình ra, chưa có chết mình một lần, thì mình có thể đồng cảm được Ngài Phú Lô Na trong lúc này. Và một cái điều quý vị thấy rất lạ ở trong đạo Phật, ở đây Ngài Phú Lô Na so sánh A Nan tuy được khai ngộ mà chưa trừ hết tập khí hữu lậu. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là A Nan còn có thể bị rung động với bà ma đang già. Còn yêu bà ma đang già, để dính mắt với bà ma đang già, có nghĩa là tình cảm còn nguyên đó. Mới hồi nãy là bị yêu, bị dính mắt, bị chờ ngộ đạo, ai chịu nổi? Ai chịu nổi điều này? Nhưng mà đây là một cái điều kỳ diệu của Phật pháp, chúng ta phải nói như vậy. Chúng ta tin nổi điều này, chúng ta mới thấy rằng Phật pháp quá kỳ diệu. Tức là đến một cái chỗ cực khổ là họ sẽ nhận được cái cực vui liền. A Nan rớt vào một vị tu sĩ mà bị vướng mắc trong tình cảm là rớt vào cái chỗ cùng khổ của chính mình rồi, thì người đó sẽ cực lạc sau đó liền, nếu đủ duyên lành. Đủ duyên lành. Cho nên ai đã từng nhiễm trước trong trần gian này không phải là điều xấu. Đối với chúng tôi, đối với cái nhìn của chúng tôi không phải là điều xấu. Cho nên chúng tôi nhìn tất cả những người đang có mặt thì chúng tôi đã từng sống trong cái hoàn cảnh mà gọi là vẫn đục của trần gian này, chúng tôi thấy chuyện đó không có gì là xấu. Đó là chuyện rất bình thường. Và nếu đủ cơ duyên, tất cả những người đang ở trong hoàn cảnh vẫn đục, một sát na họ có thể thành Phật liền, giống như A Nan ở đây.
Trong mấy thời pháp Đức Phật A Nan có thể ngộ được. Trong khi á, là trước khi ngộ này tôi bảo đảm là A Nan vẫn còn nhớ nhung Ma Đăng Già, không quên được đâu. Một cái cảnh mà có thể làm mình đắm đuối thì trong phút chốc không thể quên được. Và cho tới khi ngày A Nan có ngộ đạo lý này thì những hình bóng đó vẫn chưa tan biến hoàn toàn, chưa trừ khử hết những tập khí hữu lậu đâu. Nhưng có một điều kỳ diệu là một người đã ngộ đạo lý rồi thì những tập khí hữu lậu không còn có cái sức cuốn hút người đó, khuấy nhiễu người đó, khuấy động người đó và làm cho người đó bất an nữa. Đây là điều kỳ diệu. Có nghĩa là hình bóng Ma Đăng Già vẫn còn hiện trong thâm tâm của Ngài A Nan, nhưng nó không làm cho Ngài rung động nữa, không Ngài làm cho Ngài mê say đắm đuối nữa. Và thậm chí Ma Đăng Già lúc này có xuất hiện trước mặt một người ngộ đạo thì họ vẫn nhìn ngắm một người đẹp trước mặt mà không hề có sự rung động. Điều đó là một điều rất kỳ diệu của một cái người ngộ đạo. Còn chưa ngộ đạo, dù có cố gắng công phu và cố trì giới, giữ giới, gò ép mình cái gì đi nữa thì thẩm sâu mình vẫn bị dính mắc, không thoát được, không thoát được. Cho nên một phen chúng ta đã phá vỡ khung sáo rồi thì tất cả những sự vướng mắc trong trần gian không còn có đủ cái sức để có thể dướng người đó trở lại. Và nếu chúng ta chưa có một lần phá vỡ khung sáo thì dù chúng ta có làm cách nào đi nữa chúng ta cũng ở cái chỗ trói buộc. Đây là điều khác nhau của người ngộ đạo và chưa ngộ đạo. Cho nên ở đây Ngài Phú Lô Na so sánh là Ngài đã dứt hết những cái lậu hoặc sanh tử rồi. Chứng quả A-la-hán là dứt hết lậu hoặc sanh tử trong tam giới rồi. Mà chỗ này không biết, chỗ này không biết. Chúng tôi dám nói là câu nói này rất chân tình, rất chân thành và rất đúng đắn. Không sai. Đây không phải là một cái sự phân cao thấp của tông phái. Kinh Lăng Nghiêm không hề có cái ý hạ thấp cái con đường nhị biên của nhị thừa, không có ý hạ thấp một cái vị chứng quả A-la-hán, hoàn toàn không có ý này. Nhưng mà ở đây muốn nói lên một cái sự thật là một con người cả một cuộc đời đi theo con đường khung sáo để đạt được cái quả vị trong khung sáo đó là người chưa đủ sức để phá vỡ khung sáo để đi ra thì không đủ sức tiếp nhận kinh điển Đại Thừa. Chúng ta nên biết điều này. Cho nên từ trước đến giờ chúng ta quen cái kiểu này là đúng, quen kiểu kia là đúng, quen kiểu nọ là đúng rồi. À, cái người này thanh tịnh là tu như thế này mới là phải, tu như thế kia là trái, làm thế này mới đúng với chân lý nè. Một tu sĩ phải như thế này, một người Phật tử phải như thế kia nè, phải như thế nọ. Và nếu như chúng ta răm rắp cả cuộc đời chúng ta theo những cái phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế nọ thì cuối đời người đó sẽ ở trong cái chỗ phải và chỗ quấy mà thôi, không ra được đâu. Thì tu Phật chúng ta phải mạnh dạn cho chính mình, phải tự dẫm bể tất cả những xung kháo để bước ra, tự đạp bể cái hư không này để tự tại ngoài tam giới này thì hy vọng là chúng ta mới tiếp nhận cái giáo lý Đại Thừa. Đây là điều mà rất khó, rất khó. Một cái điều mà một người từ trước đến giờ á, tất cả các vị trong cái hệ thống nguyên thủy không chấp nhận đoạn này. Để gì tôi nói nhiều ở đây là vì chúng tôi muốn lý giải để cho thấy rằng cái hệ thống kinh nguyên thủy của Đức Phật và hệ thống kinh Đại Thừa phát triển này không hề có sự sai biệt nhau, chỉ có khác nhau ở chỗ nhận định tu tập mà thôi. Ví dụ bây giờ một người tu theo nhị thừa nhìn tất cả các pháp là vô thường, nhìn tất cả các pháp là nhân duyên, nhưng mà người đạo Đại Thừa thì các pháp là thường, không phải là vô thường. Thân thì đối với nhị thừa là bất tịnh, nhưng mà đối với người Đại Thừa là tịnh. Thân đối với người nhị thừa là vô ngã, nhưng mà đối với người Đại Thừa là chân ngã. Khác nhau ở cái nhìn, khác nhau ở cái nhìn. Và chỉ một cái nhìn thôi có thể đổi hàng tỷ kiếp trong sanh tử, chứ không phải là một đời mà hàng tỷ kiếp chúng ta mới có thể thay đổi được cái thế nhìn. Cho nên trong đời này á, mà ai nghe được kinh điển của Đạo Phật, chúng ta phá vỡ được cái chấp trước của mình là cái duyên lành ngàn kiếp của mình chứ không phải một đời đâu. Từ trước giờ chúng ta hiểu theo cái kiểu của thế gian, theo kiểu của thường tình, theo kiểu của học thức là tất cả các pháp đều là vô thường hết. Mà chúng ta giỏi chút nữa là các pháp là nhân duyên, giỏi rồi, cả đó là chúng ta giỏi rồi. Nhưng bây giờ nếu chúng ta chấp nhận được các pháp là chân thường thì đó là duyên lành ngàn kiếp của chúng ta, không phải một đời.
Ai chấp nhận điều này là chúng ta phải nói là người đó đã tu hơn một ngàn kiếp rồi mới có thể chấp nhận được. Và nếu chấp nhận tất cả các pháp trần gian này là Phật pháp, là người đó đã trải qua 8 đại A Tăng tỳ kiếp chứ không phải là 3 đại A Tăng tỳ kiếp thì mới có đủ sức mà tương ưng thông cảm một cách tuyệt đối là tất cả các pháp đều là Phật pháp, tất cả pháp giới là thanh tịnh bản nhiên, không hề bị ô nhiễm. Nhiều tỷ tỷ kiếp rồi mới có thể chấp nhận điều này. Và tương ưng tuyệt đối cảnh giới này là phải nói là đã qua nhiều đại A Tăng tỳ kiếp thật sự. Thật ra kinh điển Đại Thừa thấy thì chúng ta thấy rất là dễ, nhưng mà khó thì vô cùng khó khăn cho tất cả chúng ta. Dễ đối với những người tự rơi rụng được khung sáo, nhưng mà khó đối với những người không thể phá vỡ được mình. Khó dễ nó chỉ chừng đó thôi, chừng đó thôi, chứ không phải có dễ là cái gì khác. Tức là với chúng ta, những cái khung sáo mà chúng ta chưa từng phá vỡ được thì trở thành tường thành vách đá đối với chúng ta, nó tự giam hãm mình trong đó. Nhưng mà chúng ta thích như vậy, tại vì nếu có 4 bức tường thành chúng ta cảm thấy bình yên, đúng không? Nếu chúng ta ở một cái nhà mà tối ngủ cửa đóng đàng hoàng này nữa, là có người gác cổng hay gì chúng ta bình yên lắm. Nhưng mà ngủ giữa rừng xanh cái bắt đầu là khó, không yên nổi. Khi mà chúng ta ở ngoài trời nắng táp mưa sa mà chúng ta chịu được thì người đó mới là cái người mạnh mẽ. Còn người mà ở trong nhà kính thì chưa chắc là người có sức khỏe tốt, đúng không? Thật ra khi mà mọi người dám phá vỡ được để bước ra khỏi tất cả những khung sáo vốn có trần gian này là người hết sức mạnh mẽ. Đó là những cái tiếng gầm của sư tử, đó là những cái giẫm đạp của voi chúa chứ không phải bình thường. Những cái loài chồn cáo giả can không đủ sức này. Thật ra ở đây Ngài Phú Lô Na đại diện cho cái thấy nhìn của những người còn trong khung sáo mà trình bày cái nghi vấn đối với Đức Phật. Chứ ở đây Kinh Lăng Nghiêm không phải chê trách, không có phải hạ thấp những vị chứng quả A-la-hán. Chúng tôi xin thưa như vậy, quả vị A-la-hán là một thánh quả thì không phải là tầm thường. Nhưng mà những cái lối lý luận này là những lối lý luận đại diện cho những người mà còn kẹt ở hai bên, còn kẹt trong khung sáo đứng ra trình bày đối với Đức Phật. Nếu mà một người thoát khỏi hai bên rồi thì không có nghi như thế này. Nhưng mà đây là lối nghi của người còn kẹt trong khung sáo, còn thấy nhìn là có cái đúng, cái sai, cái hay, cái dở, các pháp là vô thường, các pháp là nhân duyên, các pháp là giả có, là quyển, vân vân. Tất cả những cái thấy nhìn đó là cái thấy bên nay bờ ý thức. Thì Ngài Phú Lô Na đại diện cho tất cả những người ở bên nay bờ ý thức đứng ra trình bày cái thắc mắc đối với Đức Phật. Chứ ở đây không có sự xúc phạm nhau về quả vị và tông phái. Chúng tôi xin thưa là Kinh Lăng Nghiêm không hề có ý này. Kinh Lăng Nghiêm là một kinh muốn nói lên sự thật chân lý. Cho nên cái lối diễn đạt ở trong Kinh Lăng Nghiêm để khai mở chúng ta thoát ra tất cả những khung sáo để chúng ta hòa nhập vào chân lý của vũ trụ này, chứ không có ý khác. Thật ra những người mà đã từng học theo cái kiểu khung sáo rồi đọc tới đây rất tự ái. Và nhất là cái hệ thống tu tập nguyên thủy, chúng tôi cũng xin gửi lời tới các vị là bản Kinh Lăng Nghiêm không hề có ý xấu đó, không phải là chê quả vị A-la-hán thấp, thưa không có điều đó đâu. Tất cả những người thánh hiền không hề chê trách nhau. Nếu còn chê trách nhau đó không phải là thánh hiền. Một người mà viết lên bản Kinh Lăng Nghiêm này là những vị đại thánh chứ không phải là vị thánh bình thường. Cho nên là cái chuyện mà chê trách để phân cao thấp là chúng tôi nói là không có xảy ra trong tâm ý của các vị đâu. Do đó mà những người từ xưa giờ có thành kiến với Kinh Lăng Nghiêm trong đoạn này thì chúng tôi xin thưa là không phải. Ngài Phú Lô Na đại diện cho tất cả những người còn ở bên đây bờ ý thức, chưa đủ sức phá vỡ mình, chưa đủ sức vượt thoát ngoài tam giới, chưa đủ sức đập bể hư không này bước ra, đang thắc mắc. Trong đó có chúng ta ở đây, không? Chúng ta là những người còn đang như vậy. Cho nên cái chuyện của Đức Phật đối với mình tới giờ này rõ ràng là mình đang mù mịt, mình đang mù mịt, mình chưa phá vỡ. Cho nên chúng ta cũng đồng cảm và rõ ràng đó là cái thắc mắc của chính mình. Chứ còn không phải là Ngài Phú Lô Na, là tất cả chúng sanh còn lại trong tam giới này mà chưa phá vỡ được đều có cái rai rứt đó.
Trên cái phần kế tiếp là thiết lập hai điều nạn vấn. Nạn vấn thứ nhất hỏi về chân tâm thanh tịnh bổng sinh. Bạch Thế Tôn, lại nếu tất cả các thứ căn trần ấm xứ giới vân vân trong thế gian đều là Như Lai tàng tâm bản nhiên thanh tịnh, cớ sao bỗng sinh ra núi sông đất liền và các tướng hữu vi thứ lớp đổi dời, cuối cùng rồi trở lại chỗ bắt đầu? Hỏi về các đại không trùm khắp pháp giới. Lại nữa, Đức Như Lai nói đất nước lửa gió bản tính viên dung khắp giáp cả pháp giới vắng lặng thường trụ. Bạch Thế Tôn, nếu tính đất trùm khắp thì làm sao dung chứa được nước? Nếu tính nước trùm khắp thì lửa không thể sinh, lại làm sao chứng tỏ hai tính nước và lửa đều khắp giáp cả hư không mà chẳng lấn diệt lẫn nhau? Bạch Thế Tôn, tính đất thì chướng ngại, hư không thì rỗng suốt, làm sao cả hai đều trùm khắp pháp giới được? Nay con không biết nghĩa ấy như thế nào, cúi mong Đức Như Lai mở lòng đại từ vén mây mê mờ cho chúng con và tất cả đại chúng. Nói lời ấy rồi, năm vóc rơi xuống đất, kính mong lời dạy từ bi vô lượng của Đức Như Lai. Chúng ta có thắc mắc này không? Một thắc mắc hết sức là tuyệt vời. Chúng ta tình tự để thấy những thắc mắc này. Và rõ ràng là đây là một cái lối mà nếu người ta mà dặn dẹo, mà bắt bẻ là cũng phải là đây là một cái lối bắt bẻ khó thoát nổi. Để còn trí tuệ Đức Phật đoạn sau Đức Phật giải thích như thế nào. Ở đây thứ nhất á, là Ngài Phú Lô Na bạch Đức Thế Tôn, nếu tất cả các thứ nè, căn trần ấm xứ giới, tức là trước chúng ta đã qua rồi phải không? Sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu trần, sắc hình hương vị số pháp, tức là sáu căn và sáu trần rồi, ấm tức là năm ấm không? Sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm rồi là năm ấm. Xứ tức là 12 xứ, tức là sáu căn và sáu trần gọi là thập nhị xứ, hoặc là cái chỗ khác gọi là thập nhị nhập á. Mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc thanh hương vị xúc pháp gọi là thập nhị xứ, và thập bát giới tức là căn trần và thức là thập bát giới. Thì như vậy trong cái lý luận trước, căn trần và thức tức là căn trần ấm xứ và giới, tất cả trong thế gian đều là Như Lai tàng tâm bản nhiên thanh tịnh rồi. Mà đã là bản nhiên thanh tịnh rồi, tại sao bỗng nhiên sanh ra núi sông đất liền và các tướng hữu vi thứ lớp dời đổi, cuối cùng rồi trở lại cái chỗ bắt đầu? Đó là câu thắc mắc thứ nhất. Ở đây chúng ta chỉ giải thích cái thắc mắc thôi. Phần sau Đức Phật sẽ mở cửa cho chúng ta. Nhưng mà ở đây chúng ta nên nghe lại cái thắc mắc này. Tức là đối với Đức Phật thì nói là ấm, giới, xứ, nhập vân vân, tất cả những cái thấy biết của lục căn và lục trần, lục thức đều là thanh nhịn tịnh bản nhiên rồi. Làm sao nó núi rừng? Rồi sao sanh ra đất đai, cây cỏ, lá hoa, nhà cửa như thế này, sanh ra con người mà chúng ta đang thấy đây. Tất cả những cái mắt mà chúng ta đang thấy ở đây á, được sanh ra. Và cuối cùng nó cũng trở về chỗ bắt đầu. Làm chi vậy? Thanh tịnh rồi không? Thanh tịnh luôn, để sanh ba cái loại này ra làm chi vậy? Đó là cái thắc mắc. Đó là cái thắc mắc thứ nhất. Cái thắc mắc thứ hai á, thì Đức Như Lai mới nói là đất, nước, là gió, là lửa. Tính nó viên dung trùm khắp pháp giới, nó vắng lặng thường trụ rồi. Và Thế Tôn, nếu tính đất nó trùm khắp thì làm sao dung chứa được nước? Và nếu tính nước nó trùm khắp thì lửa không thể sinh ra được. Thế mà Đức Thế Tôn là nói một cái câu rất là khó hiểu và cũng không phải là khó tin. Lửa với nước không thể đan xen với nhau được, phải không? Đất cũng không thể đan xen với lửa, với nước được. Đất đó là một cái vật ngăn bích thì không thể đan xen với gió được. Thế mà Đức Phật là nói là tứ đại là sao? Là viên dung khắp cả pháp giới, vắng lặng thường trụ. Thì điều này khó hiểu quá, khó tin quá, khó chấp nhận quá. Mình chấp nhận nổi không? Chưa chấp nhận nổi. Không, đó là một cái thắc mắc hết sức là tuyệt vời, phải nói như vậy. Một trong những thắc mắc mà chúng tôi thấy rất là hay trong suốt bản kinh Lăng Nghiêm này. Tức là cái nghĩa này bây giờ đối với Ngài là không hiểu cái nỗi lẫn lộn đó. Nhưng mà đối với Đức Phật hồi trưa, hồi xưa Đức Phật nói là sao? Ví dụ như là lửa là thanh tịnh bản nhiên trùm khắp pháp giới, tùy theo nghiệp của chúng sanh mà hiện hữu với cái tâm đang mong cầu đó. Ví dụ như ở đây chúng ta có ai có cây quạt không? Ủa, cái hầu quạt không? Giữa hư không này nếu mà chúng ta muốn đốt một ngọn lửa nhỏ, chúng ta bật hầu quạt nó cháy liền. Là sao? Tùy nghiệp của chúng ta. Nếu lúc đó chúng ta cần lửa để cho đốt điếu thuốc thì chúng ta bật hồng quạt nó sẽ cháy để đủ để cho chúng ta hút điếu thuốc.
Tức là tùy theo nghiệp tập của chúng sanh, tùy theo lúc đó chúng ta hiện khởi cái gì thì loại đó hiện ra. Chúng ta quẹt bên trái nó cũng cháy, quẹt bên phải nó cháy, quẹt bên trước, quẹt bên sau, quẹt bên trong, quẹt ngoài, quẹt khắp nơi trong hư không này đều có lửa. Thì giờ lửa có phải là trùm khắp không? Trùm khắp. Rồi, trong một đêm trăng chúng ta chỉ cần lấy một cái cục ngọc phương chư như Đức Phật nói đoạn trước, để trong cái thau một chút là nó sẽ đầy nước. Thế vậy là nước từ đâu? Và không riêng là cái vị trí ở giữa chánh điện này, mà để khắp nơi trên thế giới này cũng đều có nước tràn ngập cái thau như vậy. Thì vậy là nước nó từ đâu? Còn gió? Gió có khắp không? Có. Thì chúng ta ra đứng giữa hư không này, một ngày chúng ta bị dơ không? Dính đất tùm lum mới dơ. Chỗ nào cũng có đất. Hay vậy là rõ ràng là nó trùm khắp, nó viên dung thật sự chứ không phải là không có. Nhưng ở đây Ngài Phổ Luân Na thắc mắc tại sao nó viên dung, tại sao nó trùm khắp, thì chúng ta sẽ nghe Đức Phật trả lời. Đó là hai câu thắc mắc hết sức là chí lý cho cái tâm thức của những người chưa phá vỡ được chân lý. Đức Phật hứa sẽ tuyên thối nghĩa thù thắng, bảo là chúng hãy lắng nghe. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo ông Phú Lâu Na rằng: Lâu Na và các hàng lậu học, các hàng lậu tận vô học La Hán trong hội rằng: Hôm nay Như Lai khắp vì trong hội này tuyên nói tính chân thắng nghĩa, trong đó pháp thắng nghĩa. Tuyên nói tính chân thắng nghĩa trong pháp thắng nghĩa, khiến cho hàng định tính thanh văn trong hội và hết thảy các bậc A-la-hán chưa được khai pháp nhân không, pháp không, phát tâm hướng về thượng thừa, đều được chỗ tu hành chân chính, thiết thực không sao động của cảnh giới tịch diệt nhất thừa. Nay ông hãy lắng nghe kỹ, tôi sẽ vì ông tuyên nói. Phú Lô Na vân vân im lặng cung kính chờ nghe pháp âm của Đức Phật. Tức là ở đây Đức Phật hứa sẽ trả lời hai câu hỏi thắc mắc trước, chứ không có gì. Đức Phật dạy, nêu cái bản tính chỉ rõ căn nguyên hư dối. Phật bảo Phú Lô Na, như lời ông hỏi, tính bản nhiên thanh tịnh, vì sao bỗng sinh ra núi sông đất liền? Ông chẳng thường nghe Như Lai chỉ dạy, tính giác là diệu minh, bản giác là minh diệu hay sao? Ông Phú Lô Na thưa, đúng như thế, bạch Thế Tôn, con thường nghe Phật dạy như thế. Phật hỏi, ông bảo cái giác minh là vì bản tính nó là minh nên gọi là giác, hay là vì cái giác chẳng minh mà gọi là minh giác? Ông Phú Lô Na thưa, nếu cái chẳng minh đó gọi là giác thì không có sở minh. Phật dạy, nếu không có sở minh là không có minh giác, còn có sở minh thì không phải là giác. Không sở thì không phải minh, không minh lại chẳng phải tính giác trạm minh. Tính giác hẳn là minh, do vọng làm thành minh giác. Giác không phải là sở minh, nhân minh mà lập sở, đã sở đã vọng lập liền sinh cái vọng năng nơi ông vậy. Chúng ta hiểu gì không? Đúng là đọc kinh nghiệm đại thừa thực sự là hiểu theo cái đầu á. Hiểu cái đầu chúng ta không có chịu nổi khúc này. Chúng ta nói gì? Minh sở, sở minh. Chúng ta tình tự nghe Đức Phật nói, không? Đức Phật dạy rõ ràng là Đức Phật, thứ nhất là Đức Phật tháo gỡ từ từ cho chúng ta thấy nè. Phú Lô Na, như là ông hỏi là tính giác bản nhiên thanh tịnh, vì sao bỗng nhiên nó sanh núi sông đất liền? Ông chẳng thường nghe Như Lai chỉ dạy, tính giác diệu minh, bản giác minh diệu hay sao? Chúng ta từ xưa giờ chúng ta hiểu lầm. Tức là trong cái bản nhiên thanh tịnh đó là nó cứ thanh tịnh, nó chẳng có biết gì hết. Giống như bây giờ là cái kiểu tu tập của chúng ta là muốn cho nó sạch hết tất cả những cái vọng tưởng, để tâm chúng ta rỗng lặng hoàn toàn tuyệt đối đó, cho rằng lúc đó mình thanh tịnh. Phải không? Lúc đó có đúng thanh tịnh chứ. Giống như giữa trời là sạch hết mây, chỉ còn một dàn hư không xanh vần đó thôi, là đẹp đúng không? Đẹp đó chứ. Nhưng mà ai có thể sống nổi? Nếu là trời trong hoài không có mây mù kéo tới á, thì chúng ta không hề có một giọt nước để sống trong cái cõi này đâu, chết hết. Trong trời không mà khoảng 6 tháng hoặc 1 năm mà không có một gợn mây đen tới là chúng ta không có thể sống được tiếp tục đâu.
Như vậy ở đây Đức Phật muốn nói cái ý gì? Cái tính giác nó là gì? Nó là diệu minh, nhưng bản giác nó là minh diệu. Tức là chân không mà là diệu hữu. Cái chân không không thuần tí là cái không rỗng lặng. Giống như chúng ta, nếu chúng ta thực sự là thanh tịnh thì chúng ta có thể nói, chúng ta có thể cười, chúng ta có thể nhảy, chúng ta có thể múa, chúng ta có thể đi, chúng ta có thể đứng, chúng ta có thể làm tất cả mọi việc nhưng vẫn thanh tịnh. Đó là cái diệu minh của chúng ta. Tính giác nó vốn là minh, nhưng mà nó sanh mọi vật. Tức là từ cái chỗ sân không sanh diệu hữu. Chứ đừng nghĩ nói cái chỗ đó là hoàn toàn không có gì. Cho nên nếu người nào mà đạt tới cái chỗ thanh tịnh mà không có gì thì đã đi sai đường Đức Phật dạy, chứ không phải đúng đâu. Nên chúng ta cố ngồi đè nén để mình sạch tất cả những ý niệm, sạch tất cả những vọng tình, thì xin thưa rằng đó không phải là chỗ Đức Phật dạy. Đức Phật dạy cái thanh tịnh của chúng ta nó có đầy đủ, không thiếu sót. Đó mới là thanh tịnh thật. Ví dụ như chúng ta đang thanh tịnh rõ biết thì chúng ta không có cái âm thanh nào xung quanh chúng ta mà không rõ biết cả, đúng không? Chúng ta đang rất là thanh tịnh, nhưng mà âm thanh của micro, âm thanh của tiếng chim, âm thanh của quạt máy, tất cả mọi âm thanh chúng ta nhận biết rõ không? Không thiếu cái nào. Đó mới là thanh tịnh thật. Còn cái thanh tịnh mà không biết gì hết, theo cái kiểu mà nhập định rồi một cái là chết cứng luôn của Ngài Phú Lô Na, thì đó là một điều sai lầm. Cho nên khắp vũ trụ này, giống như Đức Phật nói trước, là tùy theo nghiệp của chúng sanh mà cái đó nó hiện hữu theo cái căn nghiệp của người đó. Ví dụ như tất cả chúng ta đều là con người ở đây, nhưng mỗi người cái mặt nó khác nhau, đâu ai giống ai à. 8 tỷ người trên thế giới này không có mặt ai mà giống cái mặt ai hết á. Cho dù là cha mẹ sanh đôi, hai cái mặt giống nhau y như đúc, nhưng mà nó có cái khác trong đó. Có khi lỗ tai người này lớn, lỗ tai người kia nhỏ hơn chút, tóc người này dài, tóc người kia ngắn chút, người này da đen, người đó da trắng hơn chút, người này cao hơn chút, người kia lùn hơn chút, tai người này lớn hơn, tai người kia nhỏ hơn, không giống nhau 100%. Tức là muốn nói là cái nghiệp cảm của hai người này khác nhau, cho nên họ mới thu gom cái tứ đại cho chính bản thân họ không đồng nhau. Thế nên là tất cả những sơn hà đại địa này có ra là do đâu? Do đâu? Thì tiếp nữa Đức Phật trả lời tiếp không? Tức là ở đầu tiên Đức Phật muốn nói tới cái giá trị thật của chân tính, là cái chỗ chân không mà là diệu hữu, có thể sanh ra mọi cái sơn hà đại địa, đất đai cây rừng cỏ lá, vân vân. Chứ không phải sân công là cái chết khô, không có gì. Vậy đừng có tu nữa. Nếu đạt tới một cảnh giới mà chết khô không có chuyện gì là chúng ta không thèm tu. Và nếu như vậy tôi cũng không thèm theo đạo Phật. Nhưng mà vì cái chân không này nó quá diệu đi. Tức là bản giác diệu minh á. Cái tính giác thì là diệu minh, bản giác nó minh diệu. Cái minh đó sanh ra nhiều diệu dụng. Từ cái chỗ rỗng lặng thênh thang chúng ta có thể nói, chúng ta có thể cười, chúng ta có thể làm tất cả mọi điều trong tam giới này. Đó là cái diệu dụng hà sa của chân tánh. Chúng ta phải thấy được cái này thì chúng ta mới có thể thông cảm được. Còn nếu mà nói là nó thanh tịnh trùm khắp pháp giới rồi, nó không có còn cái gì, nó thanh tịnh đã là thanh tịnh rồi thì không có cử động gì được. Nó thanh tịnh khô khan không tịnh, thanh tịnh chết lì đó, người đó không hiểu được cái giá trị thật niết bàn của đạo Phật. Niết bàn đạt tới cảnh giới thanh tịnh rồi là khô cứng luôn, tu để thành chết khô. Niết bàn nó đem đi chôn sâu xuống dưới tầng sâu của đất, đừng có đem lên để xài cõi này, không được. Cõi này không có xài loại niết bàn nữa, và nhất là đạo Phật không bao giờ xài loại niết bàn nữa, không bao giờ xài loại thanh tịnh mà khô cứng. Ra từ đầu chúng ta nói là cái người mà đã nhận được pháp giới tánh là họ liền linh thông hơn người bình thường, đúng không? Họ có thể rung cảm trước cái làn gió nhẹ, họ có cảm nhận một cái hạnh phúc vô biên khi nhìn thấy một hạt cát trước mặt mình. Họ luôn luôn là cái người rung cảm linh thông đó, chứ họ không có chết cứng. Rồi chúng ta thấy một người tu sĩ nào, một người cư sĩ nào mà tu một thời gian thấy gò gò cứng cứng đi, đi giống như robot đi lắc, bước còn phải mắt nó nhìn thẳng rồi bước, không có nhìn khỏi chân năm tấc. Đi rồi ghìm ghiếc hai cái da nó rút lên gần tới cái lỗ tai. Chúng ta đã đi lệch đường rồi, lệch đường rồi. Cái người tu mà càng công phu sâu chừng nào, họ đã phá vỡ không khá nhiều chừng nào thì họ càng thoải mái chừng đó. Cho nên khi mà chúng ta tiếp nhận những người mà có cái đạo lý thực á,
chúng ta thấy nó có một cái gì ở nơi họ hoàn toàn không có chỗ khung sáo để cho mình phải ngăn ngại. Họ cởi mở một cách tuyệt đối trong mọi lĩnh vực đời sống này. Họ thâm nhập trong tất cả các cảnh giới một cách tự do tự tại, không dính lại. Cho nên mọi người mà ngộ ra chân tánh rồi mà còn có khung sáo thì không phải. Còn có một ước định gì cho đời sống mình, cho người bên cạnh mình là không phải. Còn có một cách dạy để bắt người ta phải thế này, bắt người ta phải thế kia, bắt người ta phải thế nọ là không phải. Đạo Phật không hề có những cái điều này. Cho nên chúng ta mới thấy cái điều linh diệu ở trong cái tự tánh này. Nó linh diệu, linh động, linh thông, quyên nhiệm, chứ không phải là cái chết cứng. Chúng ta phải hiểu tới điều này để mới có thể thông cảm được. Đây đây, đến cái phần thứ hai, Đức Phật nói là ông bảo cái giác minh này là vì bản tính nó là minh nên gọi là giác, hay là vì cái giác chẳng minh mà gọi là giác? Đức Phật hỏi là cái giác minh á, cái giác minh và cái minh giác. Thì bây giờ Đức Phật hỏi cái thứ nhất là cái giác minh này là vì cái bản tánh nó giống minh nên gọi nó là giác, hay là vì cái bản tánh nó chẳng minh mà gọi là giác? Thì ông Phú Lô Na thưa, nếu cái chẳng minh đó gọi là giác thì không có sợ minh. Chúng ta nghe đoạn này chúng ta hiểu không? Tức là bây giờ Đức Phật đặt câu hỏi nè, cái giác minh. Thì bây giờ cái giác minh đó là nó vốn nó tự minh rồi thì gọi nó là giác, hay là nó không minh mà gọi nó là giác? Tức là cái sáng, ví dụ như chúng ta nói là cái đèn sáng là nó vốn tự sáng rồi cho nên gọi nó là sáng, hay là nó không sáng mà gọi nó là sáng? Đó là cái câu hỏi của Đức Phật. Thì đây Ngài Phú Lô Na thưa, cái chẳng minh đó gọi là giác á, thì nó không có sở minh. Nếu mà cái không sáng mà mình gọi là sáng thì nó không có cái năng và sở. Cho nên cái minh là minh chứ không có đối tượng. Cái sáng của mình nó vốn tự sáng cho nên không cần cái gì để nó sáng. Nếu có một cái gì để nó sáng là đã có năng và có sở. Bây giờ chỗ này Đức Phật muốn chỉ tới cái điều gì? Tức là cái minh hiện có của mình nè, cái tri đang hiện hữu của mình tại đây nè, nó không cần cái gì hết mà nó cũng tự tri, đúng không? Nó không cần gì hết mà tất cả những cái gì rất trong nó đều rõ biết. Mình không có cần bất kỳ cái đối tượng âm thanh nào, nhưng mà tất cả những âm thanh rất vào chân trời rõ biết, chúng ta tự rõ biết mà không cần một tí công phu nào. Đó mới là cái minh thật, cái minh không năng không sở. Thành ra đến một cái lúc nào đó, một hành giả công phu theo đạo Phật á, mà chúng ta đạt tới một cảnh giới không còn năng sở mà toàn tri hiện hữu là chúng ta đang đúng. Còn nếu mà chúng ta đang tri cái gì thì biết rằng lúc đó chúng ta còn đang năng sở. Đây là chỗ hết sức chuyên môn. Nếu mà mình còn thấy cái gì đó thì còn năng, còn sở, còn ta, còn người, còn ngã, còn pháp nguyên đó. Mà lúc đó chúng ta là cái thấy mà không còn đối tượng, tức là hoàn toàn không còn năng sở nữa, mà chúng ta chỉ là cái toàn tri hiện hữu và là tri mà thôi. Thì tất cả những cái năng sở đều tan biến thì minh đó mới thật là minh. Minh không có minh thì mới thật là minh. Còn minh có chỗ minh thì minh nó không có thật. Chúng ta mà đọc tới Kinh Lăng Nghiêm chúng ta sẽ từ từ sẽ cảm nhận sẽ tỏ thông chỗ này. Thì chính Ngài Phú Lô Na cũng hiểu được cái điều mà Đức Phật muốn nói ngay tại đây. Tức là Ngài Phú Lô Na cũng hiểu được cái chỗ mà không có giác mà gọi là minh thì nó không có sở để mình minh. Tức là minh không có cái minh và cái bị minh. Minh là minh, tức là rõ chứ không phải là rõ cái gì, không phải là rõ cái gì. Cho nên khi nào mà chúng ta tu tập mà chúng ta ở trong một cái trạng thái, lúc đó chúng ta chỉ là một cái sáng thôi mà không có cần sáng cái gì hết. Nó chỉ thuần là sáng. Chúng ta tri nó chỉ thuần là tri chứ không có cần tri cái gì, nhưng mà không có cái gì mà không tri. Chúng ta không cần tri cái gì hết nhưng mà không có cái gì không tri. Đó gọi là chân không mà diệu hữu. Minh không sở minh mà là thường minh, đó là minh thật. Giác không sở giác mà thường giác, đó mới là giác thật. Không có sở giác mà không có cái gì không giác. Không có đối tượng nhưng mà không có tượng nào chúng ta không rõ thì là đúng. Còn nếu mà chúng ta ngồi đây để chúng ta rõ cái gì là chúng ta đang sai lầm. Và đó là điều mà Đức Phật gợi ý để cho Phú Lô Na thấy ra vấn đề. Phật nói nếu không có sở minh là không có minh giác, còn có sở minh thì không phải là giác, không sở thì không phải minh, không minh lại chẳng phải giác tính trạm minh,
tính giác hẳn là minh, do vọng làm thành minh giác. Cái minh rồi giác, giác là minh, cuối cùng mình không biết là cái nào là minh, cái nào là giác. Nhưng mà đây Đức Phật lý luận nè, nếu không có cái sở để mà minh á, nếu không có sở minh là không có cái minh giác. Tại vì cái giác chúng ta gọi là cái minh giác. Minh giác, nếu mà chúng ta gọi nó là minh giác thì phải có cái điều gì để chúng ta giác, không? Bây giờ nếu không có sở, tức là không có ngã, không có nhân, thì sẽ làm sao? Liền khi đó không có ngã. Thì một người nào mà chúng ta thấy không còn đối tượng nữa thì biết rằng chúng ta đã tan mất ngã rồi. Đó là ý Đức Phật muốn nói. Nếu mà không có cái sở thì sẽ không có minh giác, không? Hay không có minh giác, tức là không có đối tượng để chúng ta giác. Mà khi một người đã đạt tới một cái cảnh giới mà không còn đối tượng ở chỗ này thì người đó là cái người thật giác. Còn có đối tượng thì không phải là giác, tức là có đối tượng vẫn còn có ngã nhân chúng sanh và thọ giả vẫn còn ở trong tư tưởng. Đây là chỗ Đức Phật nói. Cho nên nếu không có minh thì không có minh giác, không có sở minh thì không có minh giác. Còn có sở minh thì không phải là giác, không sở thì không phải minh, không minh thì lại chẳng phải giác tính tạm minh. Tức là nếu bây giờ còn có sở minh thì không phải là giác, đúng không? Tức là còn có chỗ để mình rõ thì chỗ đó không phải là giác ngộ. Cho nên nếu ai mà công phu đến một cái đoạn mà chúng ta thấy rằng chỗ này là đạo, chỗ này là đúng rồi nè, chỗ này là thanh tịnh rồi nè, chỗ này là cái chỗ mình tới, chỗ này mình tới. Chúng tôi gặp hồi xưa có những cái lần, những lần mình còn thiền á, mình cũng tức cười lắm, cũng thanh tịnh, tới một cái cảnh giới mà thanh tịnh gần như là cũng chẳng còn cái gì, thì mình mừng lắm. Nhiều năm cực khổ mà tới cảnh giới đó rất là mừng, mình chấp nhận liền, chấp nhận mình liền. Rồi đó, xong rồi mình hiểu đạo rồi đó, hiểu đúng rồi đó, mình tu tới rồi nè, mình công phu tới rồi, chỗ này là ngon lành rồi, chỗ này là thanh tịnh rồi nè. Nhưng mà thật sự không phải, có chỗ để mình thanh tịnh, có chỗ để mình thấy biết, có chỗ để mình giác, thì chỗ đó không phải là giác thật. Chúng ta khó hiểu điều này. Từ xưa đến giờ là mình biết cái gì, mình thấy là mình thấy cái gì, mình nghe cái gì, mình hiểu là mình phải hiểu cái gì, đúng không? Mà không có cái gì để mình nghe, không có gì để mình hiểu mà gọi là mình biết thì khó tin quá. Khó hiểu và thực sự là khó chịu luôn. Khó chịu. Nhưng mà nếu còn có để cho mình minh, còn có sở minh, Đức Phật đây nói một câu hết sức là tinh tế, còn có sở minh thì không phải là giác. Giác thì không có chỗ để gọi là giác, không có cái gì để giác, nhưng mà đó mới là toàn giác. Đã là toàn là giác rồi thì không còn đối tượng, đúng không? Giống như bây giờ mặt trời đã hiện lên rồi thì chúng ta còn gọi là mặt trời đang gọi bóng sáng bóng tối không? Không có. Mặt trời hiện lên là toàn sáng, chứ không có nói là mặt trời soi sáng cái gì cả. Lúc này mặt trời không có soi sáng mà nó chỉ là cái sáng không đối tượng. Thì những cái gì rớt trong cái tầm sáng nó tự bị nó soi rõ để nó thành sáng với ánh sáng mặt trời, chứ không phải mặt trời đi rọi cái bóng tối, đúng không? Chúng ta phải thấy điều này, không phải là mặt trời rọi quả địa cầu để chúng ta được sáng, không phải vậy. Nhưng mà ngược lại chúng ta thấy là chúng ta nhờ ánh sáng mặt trời cho nên mình được sáng, không? Tức là mình còn có đối tượng, còn có ngã, còn có pháp. Nếu mình thật sự không còn ngã, không còn pháp thì mình chỉ là cái sáng. Thì tất cả những gì rớt trong vùng sáng đó là tự động bị nhuốm sáng bởi ánh sáng của chính mình. Ở đây là một cái điều kỳ diệu của tất cả những người ngộ đạo á. Khi một phen họ nhận đạo lý rồi thì không có cần phải tu để từ từ khử vọng niệm này, khử vọng tưởng kia, không có. Đi ra giữa chợ chơi đi. Nhưng mà tất cả những ý niệm tham sân xảy ra tự bị nhuốm sáng bởi ánh sáng giác ngộ của chính mình. Một điều kỳ diệu linh thông như thế. Không cần phải ngồi liêm diêm để giải quyết từng vọng niệm, không có cần. Nằm ngủ sải cẳng đi, tất cả những ý niệm xảy ra đều bị quá tán bởi ánh sáng trí huệ cả. Đó là con đường đúng. Mà ngồi lâm diêm để hơn thua vọng tưởng thì phải xét lại. Rõ ràng là mình không sáng. Cho nên á, giống như mọi người đi trong đêm đen lấy cái đèn pin mà chúng ta gọi chỗ này thì sáng đèn chút, gọi chỗ kia sáng một chút, rút đèn pin ra khỏi rồi cho đó tối lại chúng ta sáng chỗ kia. Và suốt đời chúng ta chỉ tìm một khe ánh sáng nhỏ, chứ không phải là để cho mặt trời mọc bừng lên là xong chuyện. Không cần phải làm gì hết thì tất cả mọi cái đều bị nhuốm sáng bởi ánh sáng trí huệ. Một người một phen giác ngộ là toàn vô minh
đều thành minh, toàn nghiệp chướng đều biến thành không. Chứ không có nói là tu mà nhận đạo rồi thì tập khí vẫn còn xâm. Trời, cái câu nói phá vỡ hết tất cả những thấy của Đại Thừa. Thật ra ở đây Đức Phật nói nếu mà còn có một sở tri thì không phải là giác, còn có một cái sở minh thì không phải. Ở đây Ngài Phú Lỗ Na không phải là một người thường tình đặt câu hỏi này, mà tại vì hồi trước đã thấy Ngài đang ngộ rồi, đã thấy Ngài đang nhận tánh rồi, thì bây giờ ông nhận tánh là ông có cái tánh để ông nhận, có người để nhận chỗ này hay không. Đây là cái lối lý luận rà soát lại cái chỗ ngộ trước, chứ không phải là một người tầm thường có thể đặt câu hỏi này. Và chính Đức Phật cũng đã thấy được cái ý, tức là thầy trò hiểu nhau, một người đệ tử đứng ra đặt câu hỏi này là Đức Phật muốn tẩy trừ vi tế hoặc cho A Nan trong bài kệ trước. Cho nên Đức Phật mới nói tới điều này. Nếu bây giờ ông nói ông ngộ đạo mà cái chỗ ngộ của ông mà còn đối tượng, còn ngã, còn nhân là chứ phải. Rồi cái Đức Phật đang dạy điều này một cách khéo léo cho A Nan và đại chúng. Nếu còn một sở để minh, còn một chỗ để mình minh, còn một chiếu siêu đối tượng để mình phải biết là mình không phải là người thật sự giác ngộ. Đây là điều mà chúng ta phải thấy ra. Minh không có sở, mà đã có sở rồi thì không thật minh. Nhưng mà không có cái nào là không minh, vì do minh khắp cho nên không còn sở, không còn chỗ để đối tượng. Vì mặt trời đã sáng khắp cho nên không còn đối tượng tối đối với mặt trời nữa. Mặt trời đã mọc ra rồi thì không có chỗ nào không sáng. Đó là một cái sự thật. Mình nói là đáng lý là mặt trời phải sáng cái gì chứ mình kiếm cái gì để cho mặt trời sáng, không có. Nhưng mình ngược lại mình thấy mình bị nhuốm sáng bởi ánh sáng mặt trời. Đó là điều mà chúng ta phải thấy trong cái minh và cái giác như vậy. Nếu không có sở minh thì không phải minh, không minh lại chẳng phải tính giác trạm nhiên. Tức là ở đây Đức Phật nói là không, nếu mà hoàn toàn không có cái sở minh á thì không phải là cái minh. Nhưng không minh thì không phải là tính giác tạng nhiên. Tính giác hẳn là minh, do vọng làm thành minh giác. Tức là cái tính giác của mình nó vốn là sáng, nhưng mà vọng tình xảy ra cho nên nó dắt cái vọng tình đó, nó thấy cái vọng tình đó. Tức là từ cái chỗ minh kia mà hiện hữu cái gì thì cái đó tự động bị nhúm bởi ánh sáng của minh rồi. Thì một người bên ngoài có thể nói rằng đó là chúng ta đang minh cái đó, chúng ta đang giác cái đó. Thì cái ý niệm là si mê, thì bây giờ cái nhận rõ ý niệm là cái giác, là cái minh, là cái sáng. Chứ còn cái vốn nó là đang minh. Cho nên những cái hiện trong cái minh thì nó bị minh. Thì nó bị minh như vậy thì nó coi như là có giác và có minh. Có người giác và có người bị giác. Nhưng sự thật thì không phải là cái giác đó là đối tượng. Đó là cái mà chúng ta phải hiểu. Giác không phải là sở minh, nhân minh mà lập sở. Sở đã vọng lập liền sinh cái vọng năng nơi ông. Tức là cái giác đó nó không có chỗ để bị giác, và nó không phải là đối tượng để giác cái bị. Không, không phải. Ví dụ như bây giờ cái thấy chúng ta thấy cái bông ở phía trước mặt mình, thì bây giờ cái bông trở thành đối tượng với chính mình. Nhưng mà cái thấy chúng ta có phải cần cái thấy bông đó không? Không cần. Tất cả những cái thấy rất trong tầm thấy của mình là mình tự mình rõ biết, chứ không phải là mình cần thấy cái gì. Đúng không? Chúng ta không cần tất cả những đối tượng đó mà chúng ta vốn có cái thấy rồi. Giống như âm thanh không phải là đối tượng để mình nghe. Nếu mình vượt thoát khỏi cái khái niệm đối tượng để nghe âm thanh đó, thì chúng ta mới thông cảm được điều này. Bây giờ thử nghĩ cái âm thanh nó tới từ đâu. Điều này hồi trước chúng ta nói rồi. Chúng ta phải phá đi ý niệm này thì hy vọng chúng ta mới thông cảm chỗ này. Bây giờ mình đang nói chuyện với nhau nè. Quý vị đang nghe âm thanh tôi nói nè. Thì vậy là cái âm thanh này nó đi tới lỗ tai quý vị, hay lỗ tai quý vị đi tới âm thanh để nghe? Hả? Cái nào đi tới cái nào? Có thể quý vị đang ngồi đó để nghe âm thanh tôi đang nói không? Đúng không? Chúng ta thường xưa giờ là quan niệm như vậy. Cái thấy mình đang thấy cái vật trước mặt mình kìa. Tai mà đang nghe âm thanh xung quanh kìa. Tức là mình ngồi đây để mình nghe tùm lum nè. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Chúng ta khẳng định là điều này, chúng ta phải xác định lại có phải là mình ngồi đây để mình nghe âm thanh không? Phải không? Chính xác chứ? Chính xác chứ? Thật sự nếu chúng ta ngồi đây để chúng ta nghe âm thanh, đó là kiến giải của phàm phu. Bây giờ nè, trong một phút này thôi,
trong một sát nha na hiện tiền này thôi nha. Thì âm thanh trước mặt quý vị nè, âm thanh sau lưng, bên phải, bên trái, ở trong, ngoài, trên, dưới, lớn, nhỏ, một lượt xảy ra ở xa và ở gần. Thì chúng ta nghe một lượt không? Nghe một lượt không? Nghe một lượt đó nha, không trước không sau đâu. Trong một sát na xảy ra hàng tỷ âm thanh, hàng tỷ hướng, chúng ta đều nghe một lượt. Mà chúng ta sao nữa, nhận định đúng vị trí của từng âm thanh. Tức là ở bên phải chúng ta vẫn biết là âm thanh đang động bên phải, bên trái chúng ta liền biết âm thanh động bên trái, ở đằng trước chúng ta liền biết, ở đằng sau chúng ta liền biết, ở trên liền biết, ở dưới liền biết. Biết một lượt tất cả những cái vị trí phát ra âm thanh đó, đúng không? Mình có chạy lần này, chạy lần kia, chạy lần nọ trong một sát na kịp không? Không kịp. Đó là lý do tại sao mình đã vốn khắp rồi, cho nên cái gì hiện trong cái khắp chúng ta rõ đúng vị trí của nó, không sai biệt. Chứ không phải mình đang ngồi tại đây để mình nghe âm thanh đằng kia là chúng ta đang sai. Thực sự mình đã ở đằng kia mấy vạn kiếp rồi, bây giờ nó lộ ra mình rõ. Chúng ta phải phá vỡ cái quan niệm là mình ngồi đây để nghe âm thanh đằng kia, thì chúng ta mới có thể thông cảm được cái đạo lý này mà Đức Phật đang nói, đúng không? Nếu mình không ở khắp, nếu mình ở đằng trước không, mình không ở đằng sau, làm gì mình nghe được ở tiếng động phía sau lưng mình? Do mình đã khắp nơi rồi, cho nên cái gì hiện trong cái khắp đó mình tự rõ, tức là hiện trong cái chân trời khắp đó mình tự rõ. Nhưng một câu hỏi đặt ra, tại sao mình đã nói là mình trùm khắp pháp giới mà mình nghe có một chút à, phải không? Xa, ví dụ xa cách chúng ta là 5-7 cây số, nói chuyện chắc chắn là chúng ta không nghe được. Cách chúng ta 100 mét mà con ruồi bay chúng ta không nghe được, lý do tại sao? Đó là một câu hỏi. Câu hỏi này để quý vị nghe lần sau sẽ trả lời. Sao vậy, mình nói trùm khắp mà tại sao giờ rủi bài kia mình không nghe? Mình nói mình trùm khắp, nhưng mà trùm khắp là một sự thật. Nhưng mà tại sao mình không nghe như vậy? Thì trong cái kỳ trước mà chúng ta nói tới cái phần nhập tánh là chúng ta đã nói tới điều này rồi, đúng không? Lý do là chúng ta bị sao? Bị khằng trong cái thân căn ngũ uẩn này, chúng ta chưa phá vỡ được. Cho nên cái nghe, cái thấy chúng ta không khắp pháp giới được đâu. Nhưng cái phút chốc mà chúng ta nhập tánh là chúng ta phá tan cái thân tâm ngũ uẩn này, tất cả những khung pháo thần gian một phen tan biến hoàn toàn, thì chúng ta có một cái cảm nhận khắp pháp giới liền. Không phải cái cõi này đâu, không phải cái quả địa cầu đơn giản này nữa đâu, không có. Chúng ta sẽ thấy rằng quả địa cầu chúng ta lơ lửng bằng cái đầu ngón tay giữa hư không này, một phút giây đó. Tất cả những cái dải ngân hà, thiên hà, những hành tinh, những hành tinh vân vân khắp vũ trụ, chúng ta rõ biết một lượt, chúng ta cảm nhận một lượt nó quay kiểu nào, nó quay nhanh, quay chậm như thế nào đó. Tất cả các cõi có chúng sanh như thế nào, sinh hoạt như thế nào, vân vân, tất cả những cái điều đó đều được chúng ta rõ một lượt. Khi chúng ta đã phá vỡ cái khung sáo, phá vỡ cái khăn của thân căn ngũ uẩn này, thì phút chốc đó chúng ta sẽ nhận biết được cái phủ trùm pháp giới của chính mình. Mình chính là cái phủ trùm pháp giới chứ không phải là thân tâm nè. Cho nên mình chính là người đang trùm để rõ tất cả những âm thanh đang hiện ra trong mình, chứ không phải mình ở đây đi nghe âm thanh, không phải âm thanh chạy đến để cho mình nghe, và cũng không phải là mình đi tới âm thanh để nghe, mà vốn mình đã khắp. Những cái gì nó hiện trong cái khắp đó thì mình đang rõ vậy thôi, trong cái khoảng không gian của thân tâm này, thân tâm này, trong cái hạn cuộc của thân tâm. Thì cái thân tâm chúng ta nó mở rộng tới đâu thì chúng ta rõ khắp tới đó, trong tất cả cái hiện hữu trong đời sống này. Cho nên ở đây á, Đức Phật nói giác không phải là cái sở minh, nhưng mà nhân minh mà lập sở, đã sở, sở đã vọng lập liền sinh cái vọng. Tức là nếu mà bây giờ chúng ta có vọng tưởng lên để cho ta lập cái gì, đó gọi là vọng lập chứ không phải cái thật. Mà đã tạm lập như vậy rồi thì đó gọi là cái năng, cái sở sanh ra nơi đâu? Nơi tâm của chúng ta. Chứ còn vũ trụ này hoàn toàn không có. Với một người giác ngộ hoàn toàn không có. Nhưng chúng ta thấy có, thấy không là do tâm chúng ta sanh ra, vọng của chúng ta khởi để chúng ta sanh ra cái đó, chứ hoàn toàn không có. Pháp giới này vốn dĩ là thanh tịnh, mọi cái vốn dĩ là thanh tịnh, nhưng mà thấy không thanh tịnh là tại tâm mình sanh ra. Tự nhiên mình ngồi đây, thay vì mọi người thanh tịnh thì thấy tất cả những cảnh qua lại nó đều rõ ràng là thanh tịnh, nhưng mà tự nhiên thấy cha cà chớ cho đứng cái mình nghe mình sốc, mình khó chịu. Đang pháp hội trang nghiêm có người đứng chống nạnh cái mình thấy mình khó chịu, đó là tại tâm mình sanh ra chứ chả đâu làm mình khó chịu đâu, phải không? Nhưng mà tự nhiên đây có đang ngồi nghe pháp mà có người đứng dậy mà chống nạnh cái mình cảm thấy nó cái gì ở trong á, tức là vọng sanh ra của mình.
nghe một tiếng nói đang ngồi đang rất là thanh tịnh như thế này, cái tự nhiên lại chỉ vô mặt mình, nói chị cà chớn, cái mình nghe mình khó chịu, đó là bỗng sanh nơi tâm mình, chứ không phải là chả đem cái cà chớn tới cho mình. Mọi cái không phải là từ bên ngoài theo tới. Ở đây Đức Phật muốn nói như vậy, tức là mỗi cái vọng sanh ở nơi ông là chính cái năng, cái sở ông tự tạo ra với chính mình. Chứ sự thật ông chỉ là cái minh chứ không có năng và không có sở. Sự thật chúng ta chỉ là cái minh chứ không có năng và có sở. Sự thật chúng ta đã là thanh tịnh rồi, chứ không phải đã gán tu như thế này tu như thế kia mới được thanh tịnh, không có chuyện đó. Bây giờ mình tự thấy mình không thanh tịnh thì gán tu để mai mốt mình được thanh tịnh, đó là cái sanh ra nơi tâm của chúng ta. Chứ không phải là chúng ta không thanh tịnh, nhưng mà bây giờ mình gán ép để mình đừng thanh tịnh. Để có mình công phu, mình lễ lại, mình bái sám, mình tụng kinh, mình tọa thiền, mình làm đủ điều để chi? Để mình được thanh tịnh. Mình tự gàn ép mình ở một cái chỗ không thanh tịnh để mình gán làm để cho mình thanh tịnh, đó là tại mình muốn cực. Mình không muốn sướng, mình không muốn yên. Cho nên là mình thấy mình phải tu như vậy nè, mới đúng pháp Phật nè, phải dụng công kia mới đúng với pháp Phật nè. Mình phải tu là một là lục thời hành đạo rồi ha, mấy giờ phải thức, rồi thức phải ngồi thẳng lưng, phải ngồi thế nào mới đúng nè, phải tụng kinh, phải tọa thiền, phải đi kinh hành thế nào đó mới đúng. Làm được như vậy 5 năm, 7 năm, 10 năm, 20 năm cái mình thấy mình thanh tịnh. Thanh tịnh. Nhưng mà sự thật cái thanh tịnh nó có một xíu, có một xíu đủ trong cái kiến thức mình đang thấy thôi, chứ không phải là thanh tịnh thật. Mình thấy mình thanh tịnh trong dòng, trong cái khu biệt kiến thức của chính mình, trong cái quy định, trong cái hạn cuộc kiến thức của chính mình mà thôi, chứ không phải thanh tịnh thật. Thanh tịnh thật không có cần mình như vậy, không có cần mình nhọc nhằn, không có cần mình cực khổ, không có cần phải công phu bái phám, thì nó đã là thanh tịnh rồi. Mình làm thêm mới làm nó không thanh tịnh. Chứ mình nghỉ ngơi, mình thả lỏng là tự mọi cái nó vốn thanh tịnh rồi, nhưng mà mình làm nó sẽ không thanh tịnh. Nhưng mà một người có một điều rất là lạ, cái bản ngã mình không chấp nhận ở yên. Cho nên mình ngồi không ngồi cái mình thấy khó chịu, phải bóc cái này, bóc cái kia, phải lật cuốn sách, hoặc là đứng dậy để đi bộ, hay là mở tivi coi, hay là cái gì đó. Chứ chúng ta không chấp nhận mình ở yên. Cái rõ rại để làm chúng ta xáo động là bản ngã. Chúng ta phải thấy rõ điều này. Còn mà chúng ta, cái ngã chấp chúng ta càng nhẹ chừng nào chúng ta càng yên chừng đó. Chúng ta nằm, có thể nằm chơi luôn 5-7 ngày, 10 ngày, 5-7 tháng, năm cũng thấy không có gì khó chịu. Không có bản ngã là nó không có đòi hỏi hoạt dụng. Còn khi mà chúng ta hoạt dụng cũng không có cái gì chán chừng. Tức là chúng ta nằm cũng thấy phúc lạc, chúng ta ngồi cũng thấy phúc lạc, chúng ta đi cũng thấy phúc lạc, chúng ta ngủ cũng thấy phúc lạc, ăn cũng phúc lạc, chơi giỡn cũng phúc lạc. Và thậm chí chúng ta đang rớt hàng loạt những hạt nước mắt từ mắt chúng ta rớt xuống cũng đang thấy phúc lạc. Tin nổi không? Đang khóc mà phúc lạc, tin nổi không? Chừng nào mà ai tin mình đang khóc mà đang hưởng cái phúc lạc thì người đó mới có thể thông cảm đạo lý này. Thấy cái mặt méo xẹo nhưng mà đang hưởng phúc lạc đó. Chúng ta sẽ tận hưởng tất cả những cái nguồn được sinh từ tâm của chúng ta một cách rất hồn nhiên thì chúng ta mới hiểu đạo lý thật của đạo Phật là cái gì. Còn bây giờ chúng ta phải chọn lựa để ra một cái gì đúng á thì chưa đủ trí tuệ để chúng ta thưởng thức được cái phúc lạc vô biên đang hiện hữu trên chính mình. Cho nên một người tu đạo Phật tu đúng rồi, không có chuyện gì đến với họ mà không thành phúc lạc cả. Đang chửi lộn rần rần mặt đỏ cá vậy mới đang hưởng phúc lạc. Nếu chịu nổi điều này, thực sự đối với tâm thường tình mà nói vậy là người ta nói mình nói xạo thật sự. Nhưng mà cái sân của một người ngộ đạo, quý vị thấy nó khác lắm, nó khác lắm. Giống như người biết ăn ớt và không biết ăn ớt á. Người biết ăn ớt họ cắn miếng ớt họ nhai ngon vô cùng, mình không biết ăn ớt trời ơi cắn cái nó ho gần chết luôn. Mình nói mày ăn ớt ngon là mày xạo, phải không? Không phải. Họ đã thưởng thức được cái ngon của trái ớt rồi. Giống như người uống rượu vậy. Người không uống rượu là không bao giờ tin rằng người ta sẽ uống miếng rượu gọi là ngon. Nhưng mà chúng ta uống rượu mặt mà nó nhăn lại, mình thấy khổ mình chết thấy ngon gì. Nhưng mà cái người uống rượu họ đã tới cảnh giới ngon của rượu rồi. Uống cà phê cũng vậy, uống trà cũng vậy. Tất cả những cảnh giới khi họ đã tới rồi họ thưởng thức được cái tinh hoa đó. Nhưng mà người không tới cảnh giới nó không thưởng thức được. Thành ra khi một người đã ngộ tánh rồi là mọi chuyện xảy ra trong đời họ là điều để cho họ hưởng phúc lạc cả.
Tức là mọi cái sinh hoạt trong đời sống này đều ở trong phúc lạc vô biên để tiếp nhận, đang thưởng phúc lạc từng giây một trong đời sống còn lại của chính mình. Vậy mới gán ngộ đạo, chứ chẳng lẽ ngộ đạo rồi mà còn phiền phức ngộ làm gì? Cả một đời tu của mình mà không phải một đời đâu, mà ngàn đời ngàn kiếp tu tập của chúng ta, mong rằng một phút giây nào đó chúng ta được ngộ ra được chân lý. Và giá trị của người ngộ chân lý là như thế, luôn luôn trong đời sống cảm nhận phúc lạc vô biên, không có một cái phút giây nào phúc lạc tạm thời dừng lắng nơi tâm thức của họ. Đó là mọi người ngộ chân lý. Cho nên đó, chúng ta cực khổ tu thì nó cũng có cái kết quả của nó, chứ không phải là không có. Nhưng mà không phải kết quả đó là chúng ta cực quá, chúng ta tìm đường sung sướng, không phải như vậy. Nó là một cái tìm sai. Có rất là nhiều người tu tập nhìn thấy thì sao? Lục đạo luân hồi này là khổ, đúng không? Cho nên mình gán tu để được cái gì? Thoát khổ của lục đạo luân hồi, chạy khỏi cái cõi này đi để cho mình được giải thoát. Chứ ngay tại đây và bây giờ mình không thấy mình tự do, uổng đi, uổng đi. Cái nhìn lệch đó là mình cực lắm. Tức là tu để chạy khỏi chỗ này cực lắm. Chỗ nào mình cũng giải thoát, chỗ nào mình cũng an lạc, sướng. Không, sướng hơn. Ngồi nghỉ ngơi ngay tại đây để chúng ta hưởng phúc lạc vô biên hiện tiền ở đây sướng hơn là đi chỗ khác. Đi chỗ khác tôi thấy cực lắm. Đi xa mỗi chân, ngồi lại nghỉ cái là xong chuyện. Chúng ta phải biết cách để chúng ta nghỉ, biết cách để chúng ta ngồi, và ngồi xuống là phải xong chuyện. Cho nên người ta cũng thường hay khen mấy vị tu sĩ là những người ăn không ngồi rồi. Khen chứ không phải chê đâu, cảm ơn người ta. Nhưng mà thật sự mình không có ngồi cho nó rồi được, mình mới tức cái này chứ. Nếu mình ăn không mà mình ngồi rồi cái nữa là sướng biết mấy, ngồi cái mà rồi hết là cho sướng biết mấy. Cho nên tu sĩ mà được ai mà nói cái câu này mình phải chắp tay cảm ơn. Cảm ơn các vị cầu chúc cho tôi, nhưng mà tôi chưa được cảnh giới này. Chưa được cảnh giới ăn không mà ngồi rồi. Chứ mà tôi được cảnh giới ăn không ngồi rồi là tôi hạnh phúc lắm, chưa được. Không có mấy người được cái cảnh giới ăn không ngồi rồi đâu. Cho nên là khi mà được người ta chê mình kiểu đó là mình nên cảm ơn. Tức là ta cầu cho mình được ăn không ngồi rồi. Cho nên gắng gắn ngồi để cho nó rồi. Tức là ngay tại đây là chúng ta phải rồi. Và một sát na sau chúng ta cũng rồi. Mỗi liễu liễu thường tri trong từng sát na đời sống còn lại của chính mình. Thì đó là cảnh giới Phật Đạo. Đến với Đạo Phật thật á, chúng ta mới thấy một cái điều kỳ diệu là Đạo Phật luôn luôn linh thông nhạy bén, tẩy xóa tất cả những cái lầm mê chúng ta từng sát na một. Chứ không phải chúng ta mê này dẫn tới mê khác theo cái kiểu lý luận là nếu mà không tu vậy á, thì vô minh nó sẽ dày hơn, phải không? Không tu tập, không thiền định, không lễ Phật, không sám hối, vô minh nó dày hơn. Phải sống ở chỗ thanh tịnh, phải đừng có chơi ở chỗ ô trượt, đừng có chơi ở chỗ mà dính nhiễm để rồi mình phải bị sao? Mình bị dính nhiễm. Xin thưa đó là những người mà đang bị yếu, cần phải tránh duyên. Điều này chúng ta chấp nhận là giai đoạn chúng ta còn yếu thì cần phải tránh duyên. Nhưng mà không phải do tránh duyên đó mà chúng ta được mạnh lên. Xin thưa là không phải do tránh duyên mà chúng ta được mạnh, không phải như vậy đâu. Nếu mà trồng cây á, mà chúng ta lựa đất bùn để chúng ta trồng, những cái cây mà nó sống trên đất bùn là những cái gỗ đó không bao giờ quý hết đó. Phải không? Những cái cây nó mọc lên núi cao, những cái khe đá mà nó còn sống được trăm năm, ngàn năm á, cây đó là cây quý. Nó lớn lên rất là eo ọt, chậm lắm, chậm phát triển lắm. Nhìn thấy mọi người mà sống giữa chợ đời, họ chậm phát triển nhưng mà chắc lắm. Cho nên cái chủ trương của một người tu sĩ mà suốt đời ở trong một cái môi trường thanh tịnh để được tiến hóa thì chưa có phải là bậc xuất trần thượng sĩ. Là một bậc thức trần thượng sĩ là phải lăn lộn trong trần gian này mà đi ra tự tại á, thì mới có thể giúp được nhiều người. Chứ không chúng ta không thể giúp được đâu. Chúng ta phải tự tại vô quái ngại trong tất cả cảnh giới, trong tất cả những tình huống mà chúng ta đã chính chạm cuộc đời này. Những cái mà nhiễm ô, những cái ô trọc nhất trong trần gian này, chúng ta cũng phải tự tại tới đó và tự tại đi ra không dính nhiễm. Đó mới là bậc xuất trần. Còn ở chùa mà nói mình thanh tịnh là chưa phải đâu. Không phải. Như buổi ban đầu chúng ta tạm mượn duyên gọi là tạm tránh duyên trong cái lúc mà chúng ta chưa có ổn định được chính mình. Nhưng mà đừng có nghĩ là những cái môi trường đó đã đào luyện cho mình lớn lên. Xin thưa không phải. Cho nên nếu mà mọi người mới bắt đầu mà tập tu á, giai đoạn đầu á, ở môi trường tập thể thanh tịnh thì một tháng, một năm bằng người ta tu ở ngoài
10 năm. Vì sao vậy? Vì cái tập thể thanh tịnh là mỗi người một nghiệp. Ở tập thể đó hôm nay người này lòi cái nghiệp này, mai kia lòi nghiệp kia, mốt người nọ lòi cái nghiệp nọ, mình được học hết, học hết. Học nhiều, học nhanh lắm. Nhưng mà khi chúng ta đủ sức rồi, chúng ta đã đủ sức rồi đó, thì một ngày chúng ta sống giữa xã hội này bằng chúng ta sống 5 năm ở trong chùa. Chúng ta có thể học được những bài học xương máu của những cái tình cảm trắc trở trong huynh đệ, những tình cảm trắc trở trong thầy trò, những tình cảm trắc trở trong bạn bè, những điều đó ngoài kinh điển mà phải trả giá bằng xương máu, phải trả bằng tất cả những danh dự, những uy tín của mình để mình học được một bài một xíu. Rồi chúng ta phải tự tại lướt qua những cái điều này. Cái chỗ thanh tịnh của mình chưa bao giờ gặp được cái trắc trở tình cảm đâu. Nhưng mà nếu chúng ta gặp được trắc trở tình cảm, chúng ta học tự tại được bài này, 10 năm thiền định chưa qua nổi. Có những người 100 năm thiền định gặp chuyện trắc trở, gãy cái cụp liền. Nhưng mà nếu mọi người đã đủ cái lực để có đi ra bên ngoài thì họ khác. Giống như bây giờ chúng ta thấy, đối với chúng ta thì chỉ ăn gạo phải không? Cái bao tử của mình là phải chấp nhận cái loại gạo, phải nhai nhuyễn nó mới tiêu hóa. Người ta nhìn con vịt nó sốc 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 nguyên một con hến, cái vỏ cứ ngắt mà nó nuốt, vậy mà nó tiêu được. Tiêu được. Là bao tử tốt thì cái gì cũng có thể tiêu được. Giống như chúng ta là cái người, nếu là bệnh bao tử thì ăn kiêng đủ điều. Nhưng người bệnh khỏe ăn cái gì thấy họ tỉnh queo, mình bằng cái bệnh của mình mà mình nhìn người ta mà nói trời ăn vậy cho chết hay gì trời. Ăn gì ăn thấy ghê, tôi chỉ cần miếng vậy là tôi gục rồi, mà sao người này ăn tôi chờ họ chết, mà sao thấy họ cũng tỉnh, họ không chết. Họ không chết nổi rồi, không chết như mình nữa, tại mình còn yếu. Giống như người chưa từng đi về miền Tây á, nó không đi ra cái cầu khỉ á, là bước tới đầu cầu khỉ là mình đứng mình rung ghê, mình không bao giờ mình đi qua được đâu. Một thằng bé ăn nít nữa, nó đi qua cầu khỉ nó chạy cái rẹt qua bên kia, nó mày có chừng mày chết, nhưng mà không có, nó tự tại liền, nó tự tại. Nó đã qua cảnh giới đó rồi chứ không phải như mình. Cho nên có đôi lúc mình nhìn cái đời sống tu tập của người khác qua cái nhìn của chính mình, tội nghiệp người ta. Có rất là nhiều Phật tử mà thật sự là những cái tình huống này nó có hai mặt. Phật tử chúng ta có đôi khi không thể chấp nhận một vị thầy đi tới những chỗ, đi tới chợ, đi tới những quán nước, đi tới những cái nhà hàng, đi tới những cái chỗ văn nghệ, đi tới những cái chỗ chơi bời. Ví dụ vậy, Phật tử không thể chấp nhận tu sĩ quay nghi tế hạnh mà lũi vô đó là không chấp nhận được. Khó lắm, khó cho chúng ta chấp nhận trong lòng mình lắm. Chưa phải đâu, không hẳn gì ông vô đó để ông bị những cái chuyện nhiễm như người khác. Nhưng cũng có những người vì đã nhiễm ô cho nên phải tới đó, nó có hai mặt rõ ràng. Cho nên mình nhìn đời sống này, chúng ta nên nhìn hai mặt. Và muốn xác định cho vị đó có nhiễm hay không thì chạm mặt ổng hỏi một câu chơi cho vui. Nếu ổng có một câu mà thoát được thì chơi gì kệ ông. Nhưng mà ông chưa có một câu thoát được thì xin mời trở về chùa, đừng có đi tiếp. Đi tiếp là coi chừng chết luôn, không có ra khỏi cảnh giới đó đâu. Do đó mà chúng ta muốn nhận định mỗi người đó đó, họ nhiễm hay không giữa trần gian này, họ đang chơi trò gì, họ hay là họ đang rèn luyện mình trong cảnh giới nghịch đó, thì chúng ta phải ngắm nghe. Thứ nhất là chúng ta nghe kiến giải của người đó, chúng ta nghe cái đạo lý người đó tới đâu, thoát hẳn hay chưa. Và nếu như chúng ta thấy rằng cái đạo lý người đó thoát thì cái chuyện đó nhỏ lắm. Tam giới này không có chỗ dính lại thì ba cái trò chơi trần gian này chỗ nào để mà buộc. Nhưng chúng ta không hiểu nổi điều này cho nên nhiều khi chúng ta không thông cảm. Chúng ta phải thấy được một cái sự thật là cả cái tam giới này không có chỗ để họ dính. Thì cái dục giới này làm gì dính. Thế mà có nhiều người không thể chấp nhận. Nhưng không thể chấp nhận điều này. Cho nên có những vị đã đủ sức lăn lóc tất cả mọi cảnh giới, nhưng mà họ vì mấy cái người dễ thối tâm, dễ thối chí mà họ phải giữ mình, họ giữ mình cho nó thanh tịnh. Giữ là giữ gì mấy cái người đó, chứ không phải là họ không có đủ sức tự tại. Tự tại rồi, thay vì xong á, thực sự cái phút mà họ nhập tánh á, họ bỏ cõi này nhẹ nhàng lắm, bỏ thân này nhẹ nhàng lắm. Họ muốn đi đâu, họ muốn về đâu trong tam giới này là họ trong một sát na thôi họ đi rồi. 8 triệu cái thân này trong một khải móng tay họ bỏ nhẹ chứ không phải chết khó khăn gì. Không còn chỗ để dính cho thân tâm ngũ quẩn này nữa. Thì cảnh giới bên ngoài lấy gì mà dính. Thành ra là có khi chúng ta phải gặp những cái vị mà nghịch hạnh đó.
họ muốn làm cái gì ở cái chỗ họ đang tới, thì chúng ta khoan vội kết luận, phải đợi kết quả đó tới như thế nào. Chúng ta phải ngắm nhìn, chúng ta phải thực sự tỉnh táo để ngắm nhìn thì chúng ta mới có thể nhận định đúng mọi vấn đề. Chứ nếu không á, chúng ta dễ bị sai lầm. Chúng ta luôn thấy người khác qua kiến thức của chính mình, chứ chúng ta không bao giờ thấy người đó là chính họ. Cho nên chúng ta liền kết luận người đó là đúng, là sai, là hay, là dở, là thanh tịnh, là ô trọc theo cái kiến thức của mình mà thôi. Nhưng mà kiến thức của mình là của mình. Mình bình phẩm theo kiểu của mình. Mình bình phẩm cái người đó là nhiễm theo cái nhiễm của tâm mình, chứ chưa hẳn là người đó đã nhiễm như mình nói, đúng không? Không hẳn như vậy đâu. Cho nên là chúng ta cứ bội, lỡ mà chúng ta có gặp, lỡ chúng ta có tiếp xúc với những vị mà chúng ta thấy rõ ràng là sao cái đời sống ổng tôi không thấy gì thanh tịnh hết, mà bài đặt nó đạo lý, tin nổi không? Phải xét lại hết đó. Xét lại, xét nếu đủ sức để xét thì chúng ta đem một cái chỗ đạo lý sâu màu nhất chúng ta có thể hỏi nhau. Nếu ông thoát rồi thì mình không cần bàn, không cần bàn. Còn chưa thoát thì sẽ tính sao? Chưa thoát thì mời về chùa tu lại, đừng có tiếp tục lang thang, sẽ bị nhiễm, sẽ bị nhiễm. Đó là điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên khi mà chúng ta đã sanh vọng tình thì tự mình, vọng tình đó là tự mình sở hữu lấy nó, tự mình khổ hoặc tự mình vui với chính mình, chứ không phải là trách nhiệm của ai. Cho nên mỗi người tu tập đạo Phật đúng mức thì phải thấy là cái gì? Trách nhiệm là chính mình. Trách nhiệm là chính mình. Mình đang khổ là do mình, chứ không phải hoàn cảnh làm chúng ta khổ, không phải cái đời sống khó khăn làm mình khổ, không phải mọi người áp bức mình mà mình khổ, không phải điều kiện khó khăn trong đời này mà mình khổ, không phải. Chúng ta đã vốn thanh tịnh, vốn sáng suốt, vốn an lạc rồi, nhưng mà chúng ta không chịu ngồi cái chỗ an lạc, thanh tịnh, sáng suốt của chính mình để mình tận hưởng phúc lạc đó, mình tự khuấy động để mình khổ đau, thì phải hưởng cái khổ đau do mình khuấy động đó, chứ không do ai hết. Nên nếu mà ai mà đổ thừa, thầy con bị cái này khổ quá, giúp con, tôi nó không có, không phải do bị đó mà tự mình, tự mình mới được chứ. Bởi vì từ đây là mình phải nhận trách nhiệm là chính mình, trách nhiệm là chính mình, khổ vui là chính mình. Mà như tất cả các bằng giảng trước chúng tôi nói, cái cuộc đời này, con người được có mặt ở đây, được đến đây để tận hưởng hạnh phúc, chứ không phải tới đây để khổ sở mà bỏ chạy. Không phải như vậy. Ai trong đời mình cảm nghe rằng trần gian này có một miếng khổ nào đó để mình có thể chạy trốn, thì người đó đã thấy lầm cái đời sống quý giá của chính con người mình, đã hủy hoại cái quý giá cao tột, thanh tịnh, mầu nhiệm của chính mình, để mình khuấy động cho mình đục lên, rồi mình phải xài cái đục nhơ đó cho chính mình mà thôi. Chứ không có ai không có hoàn cảnh. Hạnh phúc khổ đau là do chính mình. Ở đây Đức Phật nói là tự cái vọng ông đã sanh ra rồi, cho nên là cái năng cái sở đó là do ông, do ông mà thôi. Tất cả chúng ta cũng vậy. Chứ còn thanh tịnh là như Đức Phật nói, đã vốn thanh tịnh rồi. Không ai không thanh tịnh khi ngồi tại đây. Và ở đây chúng ta đã thanh tịnh rồi thì một tí nữa chúng ta tiếp tục thanh tịnh, và đời còn lại này chúng ta là người thanh tịnh mà. Không phải bây giờ đâu, mà chúng ta đã thanh tịnh từ ngàn xưa rồi. Nhưng mà tạm mượn thân này để chơi khúc đó. Chúng ta chơi cái kiểu của chúng sanh, nhưng phải chơi trong thanh tịnh. Chứ không phải chơi trong ô trọc để mình tự khổ, uổng ấy. Tới đây để hưởng chứ không phải tới đây để khổ. Chúng ta tới đây để tận hưởng với phúc lạc trong trần gian này. Mà không phải tới đây mà tất cả các cõi trong tam giới này, chúng ta phải điều tới đó để tận hưởng. Chúng ta xuống tới cái cõi địa ngục, xuống tới cõi ngạ quỷ, xuống tới cõi súc sanh, chúng ta cũng tận hưởng, chứ không phải là bị đày đọa. Như chúng ta đủ lực dạo trong lục đạo quân luân hồi, giống như dạo trong hoa viên, chúng ta phải vui như vậy. Chúng ta nhìn cái hoa viên nó đẹp, nó tươi, không? Chúng ta thích thú cỡ nào thì xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh chúng ta cũng phải chơi tự tại như vậy. Thì đó là những cái vật mà xuất trần thượng sĩ thật sự trong đạo Phật. Và làm sao để chúng ta phải nhận biết được điều này ngay tại đây, đừng có để một tí nữa. Không phải nghe đây để về tối rồi tôi bắt đầu tôi tụng kinh nha, tối nay tôi bắt đầu tôi thọ thiền nha, tối nay tôi trì chú thì tôi gán nha. Không, đừng có gán mà phải nhận ngay tại đây đi. Trước khi chúng ta rời khỏi vị trí này là chúng ta đã ở chỗ thanh tịnh,
Trước khi chúng ta đến đây chúng ta đã thanh tịnh rồi, và ngồi đây chúng ta đã thanh tịnh rồi, và một chút nữa chúng ta đã là người thanh tịnh. Chúng ta đã như vậy rồi thì chúng ta phải chấp nhận mình như vậy, ở yên trong cái chỗ thanh tịnh của chính mình, đừng khuấy động nữa, để chúng ta tận hưởng cái của mình đi. Không cần thêm cái gì nữa là chúng ta đầy đủ. Còn muốn cái gì là biết rằng mình còn đang thiếu, đúng không? Mà mình luôn luôn muốn tức là mình luôn luôn thiếu. Nhưng mình không muốn nữa là mình tràn ngập. Tự thấy đủ là mình đã đủ. Mà đủ thiệt chứ không có thiếu. Chúng ta đã quá đủ, quá thừa. Và khi chúng ta nhận được cái đủ cái thừa đó, chúng ta có thể ban phát khắp thiên hạ bất kỳ giờ phút nào trong cuộc đời này. Đó là điều mà rất cần cho một người tu tập. Chắc bữa nay chúng ta dừng cái buổi nói chuyện ngang đây. Thì mong rằng pháp hội của chúng ta ở đây đang ngồi đúng cái vị trí thật của chính mình, đang ngồi trong cái minh giác của chính mình, để mình tự minh trong cái thanh tịnh rộng lặng sáng suốt phúc lạc vô biên này, và mãi mãi trong cuộc đời chúng ta luôn ở trong cái sáng suốt đó. Đó là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ trong ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thôi chắc là chúng ta nghỉ ha. Chúng ta nghỉ rồi chiều 1:30 chúng ta gặp lại để tiếp tục học kinh Pháp Cú. Mời quý vị chắp tay hồi hướng. Bây giờ ở đây có một người phát tâm in ấn tống cái đĩa trong cái buổi lễ buổi chiều dưỡng sinh và thai giáo. Chúng tôi nói chuyện ngày 10 tháng 3 tí nữa sẽ phát cho quý vị. Sau khi hồi hướng xong quý vị có thể ngồi tại chỗ để ban tổ chức phát rồi nghỉ dùng cơm. Quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn Phật.